Câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất của Nguyễn, của vị Nguyễn Thị Diệu Hiền ở Cần Thơ. Những trường hợp chết bất đắc kỳ tử, chết oan, chết tai nạn thì có thuộc quy luật nhân quả hay không, hay nằm ngoài? Cái chết bất đắc kỳ tử nó có hai cái trường hợp. Một là thần thực thi nhân quả, mình phải chết trong cái kiểu này. Một thứ hai nữa là nó vì chết vì tập thể. Có nghĩa là mình chưa tết nhưng mà đi tới cái chỗ này, cái tập thể có nhiều người bị chết thì mình phải đi theo. Nhưng mà cái người mà chết đi theo cái này là không có phải đúng hết cái tuổi thọ của mình thì mới đi luân hồi được. Còn nếu không có thì phải lợi cho hết tuổi thọ. Chính cái những cái người này nè là ưa hiện hình biến tướng vào 6 giờ chiều. Nên nhớ đó, người ta không có đến tuổi thọ thì người ta hiện hình biến tướng thì để cho vui, để cho người ta biết rằng tôi còn sống, tôi còn sống nhưng mà không có bằng tứ đại được, mà phải sống bằng cái thân điện từ, để cho người nhà biết vậy thôi. Chừng nào mà hết cái tuổi thọ thì người ta đi luân hồi, người ta không còn hiện hình biến tướng được. Đây là câu hỏi thứ nhất đã hết. Câu hỏi kế tiếp là của vị tên Bình ở Hóc Môn có hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, ăn trộm vật chất trong chùa Thiền Tông thì bị nhân quả như thế nào? Tất cả gì ăn trộm ở chùa hay là ở nhà nó cũng là ngang nhau. Cái chùa chỉ là cái cơ sở để mà gọi là tôn giáo thôi. Chứ sự thật nếu vi phạm cũng giống ăn cắp. Thí dụ một người ăn cắp mà bên cái nhà riêng 1 đồng thì luật pháp cũng xử vậy, mà ở chùa cũng giữ vậy thôi, chứ không có nói. Đừng có tôn lên là cái chùa ăn cắp chùa sẽ là bị nội nặng hơn, không có cái chuyện đó. Luật pháp mình ăn cắp ở đâu cũng vậy, cắp cơ quan nhà nước cũng vậy, ăn cắp ở ngoài tư nhân cũng được, ăn cắp chùa chiền cũng vậy thôi. Luật pháp nó trị theo bằng cái luật ăn cắp bao nhiêu tiền, trị giá bao nhiêu tiền để nó xử phạt theo cái bộ luật vậy thôi. Chứ không có đừng có tưởng là ăn cắp cái chùa là tội nặng, không có chuyện đó đâu. Chùa cũng là một cái nơi, cái cơ sở để tu hành vậy thôi. Nhưng mà có khác gì đâu. Cơ sở tu hành thì vẫn tham sân si giống như người ngoài, chứ có khác nào đâu. Mà luật pháp đã phân định riêng được. Đừng có quan niệm là ăn cắp của chùa tội nặng, không có cái đó đâu. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Ông Phật nói là chửi Đức Phật tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì thấy Đức Phật thì cũng là con người thôi, mình chửi ổng cũng bằng như con người thôi, chứ có khác gì đâu. Đừng có tưởng tượng. Vì cái đạo Phật Thiền Tông nó ra đời để là nó chuẩn hóa toàn bộ cái quy cách của cái trái đất này. Sống trên trái đất này sống như thế nào, luật pháp áp dụng như thế nào, là cái đạo Phật Thiền Tông ra đời để mà cho biết rằng trái đất Đức một tinh hoa đạo Phật không phải nằm ở trong cái chuyện mơ hồ và cái tầm thường được, mà tinh hoa đạo Phật nó có cái gì là siêu đẳng hơn cái bình thường mình hiểu, mới gọi là tinh hoa đạo Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 2, tánh Phật từ Phật giới vào trái đất mượn thân và tánh người để tạo công đức, vậy cô hồn chúa có biết hay không? Cái nhiệm vụ ở thế giới này á, cô hồn chúa chỉ là một cái người ăn theo của cô hồn của cái thần chủ thế giới thôi. Giống như bây giờ mình khai tử khai sanh, làm sao chủ tịch nước biết được? Là chỉ địa phương ta biết thôi, cơ quan nào phụ trách này ta biết thôi. Cô hồn chúa chỉ là cái cô hồn chúa thì bây giờ tôi không dám nói rõ, nhưng mà cái nhiệm vụ ổng là lập ra đạo thánh. Ở cái vậy đó, nhiệm vụ của hồn chúa là vậy đó. Còn có hồn dung mới cho tánh Phật mượn thân tánh người để tạo công đức phước đức. Còn thần thừa hành nó có nhiều cái loại thần, chứ không phải thần thừa hành kiểm soát nhân quả.
thần tu hành bảo vệ thật một vị Phật gọi là thần Kim Cang. Đó thì mình phải cái bây giờ cái thế giới loài thần với cái thế giới loài người nó không khác nhau. Vì thế mà trong văn học Việt Nam có nói một câu là dương gian âm phủ đồng nhất lý. Tổ chức thế gian như thế nào thì tổ chức âm phủ giống y như vậy. Âm phủ đây là người ta nói về thần và cô hồn, chứ không phải là có ông Diêm Dương nào trò trơn. Nên dương đây là cái thuật nói của người Trung Hoa, nói để cho người ta biết rằng thế gian này làm thiện thì lên trời ở, làm ác thì xuống gặp Diêm Dương. Diêm Dương phán xét đây là cái văn học của thế gian, cái văn hóa thế gian, chứ không phải là sự thật. Sự thật Đức Phật dạy là trái đất này năm loài sống chung, mỗi loài có một cái nhiệm vụ riêng. Loài thần nhiệm vụ gì, loài người nhiệm vụ gì, loài cô hồn nhiệm vụ gì, thì Thiền Tông đã nói gần trắng ra rồi, gần trắng thôi chứ chưa có trắng. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp là người ta tu đạo tiên khi mất vào sống nơi bồng lai tiên cảnh còn ở nơi trái đất này là tuổi thọ 500 năm, có đúng như vậy không? Tiên với thần nó ngang tuổi với nhau. Thần thì ở các ngọn núi hoặc đồng bằng hoặc ngọn cây, còn tiên thì ở vòng trong cái vùng núi không người đến, rừng núi không người đến, gọi là tiên. Đây gọi là bồng lai tiên cảnh. Còn tiên mà ở tam giới là chỉ trong những vị ở sống nơi nước Tịnh Độ, quý vị nước Tịnh Độ. Vì mà Quan Âm cũng về nước Tịnh Độ ở, chứ không Quan Âm không ở trái đất này. Nếu mà Quan Âm có một điều là dùng được thiên nhãn, người ta quan sát được. Bởi vì nếu ở trong cái tam giới, dù nếu mà có người thiên nhãn muốn ở đâu cũng được, ta xuất hiện ở tại thế gian này được này. Nhưng mà ở chỗ tránh người ta không phải ở thế gian, mà ở tại nước Cực Lạc. Còn nói chuyện bồng lai thiên cảnh này, thì bây giờ ở Việt Nam mình nói sự thật là không có bồng lai thiên cảnh đâu. Mà bồng lai thiên cảnh phải cái nước nào lớn như nước Trung Quốc mới có bồng lai thiên cảnh. Ở châu Âu nó có bồng lai thiên cảnh, ở châu Mỹ mới có, còn châu Á hoàn toàn ở Trung Quốc, chứ Việt Nam mình không có. Vì Việt Nam mình đất hẹp, nó không có cái chỗ nào mà người ta không đến được hết. Cái vùng phải rất rộng lớn, bằng mấy quốc gia nhỏ mới gọi là bồng lai tiên cảnh. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy các vị tiên này có qua công thức vật lý âm dương hay không? Bất cứ ở đâu thế giới vật lý này, ở đâu cũng phải qua vật lý âm dương hết. Muốn trở lại làm loài tiên thì phải qua công thức dập dục của loài tiên để mà sanh ra tiên con. Trên trời còn phải bị cái dâm dục, huống chi cái người ở thế giới này. Thế giới này không cách nào thoát ra được đâu. Thế giới này gọi là thế giới vật lý, nhân quả, sức hút của vật lý, không cái nào thoát ra được. Ở trên này nếu mà mang thân tứ đại, không có ai mà không có qua cái này hết. Nhưng mà có nhiều người người ta kiềm chế. Nhưng chính cái người kiềm chế này nó phá vỡ cái quy luật vật lý. Thành ra cái người kiềm chế, con để ý nè, tất cả người nam người nữ, nếu mà không có vợ không có chồng, hoàn toàn cái người đó cái tánh nó khác, vì nó phản bội, nó phản là cái quy luật vật lý. Mà phải hiểu ở chỗ này nè, tại sao là cái người mà không có cái thời kỳ mà sung mãn của vật lý, mình kìm nó thì nó sẽ phát ra những cái chuyện nó không có đúng. Nhưng mà thường thường nó phát ra cái này là nó phát đi vào cái linh thiêng, chết là chết cái chỗ này. Vì thế đạo Phật Thiền Tông ra đời để chi? Để nói cho rõ ràng rằng trên thế giới này là thế giới vật lý nhân quả âm dương, không thoát ra được. Mà vì ngày xưa người ta tất cả người ta tưởng là thần thánh gì đó để mà nó thoát ra cái quy luật này, không đúng. Vì thế Đức Phật nói là trái đất này là ngũ thú tập cư, năm loại sống chung, loài thần là người, ngã quỷ súc sanh địa ngục. Dù loài nào đi nữa, nó cấu trúc
ba cái loại cấu trúc bằng tứ đại, ba cái loại cấu trúc bằng điện từ âm dương, loại nào cũng phải thấm trong quy luật vật lý hết, không có loại nào thoát ra được cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi chung ấm thân chui vào thai mẹ thì có nhân quả với gia đình, vậy có khi nào chỉ có nhân quả với cha mà không có nhân quả với mẹ hay không? Cha mẹ giao hợp là phải đã nhân quả rồi. Còn bây giờ trung ấm thân muốn trở lại cái gia đình đó không phải tự nhào vô được đâu. Thần thực thi nhân quả mới xem xét rằng phải vào trong này để, gia đình này để mà trả nhân quả. Muốn vào thì phải thần thực thi nhân quả. Thần thế giới này lập ra để làm gì? Lập để mà kiểm soát nhân quả và thực thi nhân quả. Không ai thoát ra được cái quy luật này. Người thế gian mình thì còn trốn tránh được, chứ còn lợi thần đừng có mong lo cái chuyện này. Vì thế mà nhân quả như thế nào phải chịu thế này, đừng có mong thoát ra cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi trong nhà con mở kinh An Vị Phật, nếu ông bà còn ở ngoài mộ, nếu muốn về nhà thì có được hay không? Mở cái kinh An Vị Phật này nè, ông bà mình mà chịu không nổi, mà ông bà mình là âm nhiều không dám nghe. Mà cái giảng Phật này đó là mục đích của An Vị Phật để làm cái gì? Nếu người nào mà cảm nhận được vào trong cái thân của mình thì tất cả những cái dông ở trong người nó thoát ra, nó không dám ở trong này. Còn mà những cái mà bên ngoài nó tác động vô, nếu mà cái dông ở trong thân người mà nó lớn hơn cái lực của cái tác động vô thì hoàn toàn không thoát ra được. Chứ không phải là tụng cái kinh này cái nào cũng thoát ra được. Mà muốn thoát ra được cái này, duy nhất chỉ có một cái cách để mà làm cho cái dòng ở trong người thoát ra là thứ nhất, cái người đó phải tụng được cái kinh này. Mà tụng làm sao mà cho cái trong cái gọi là cái tâm hồn của mình đó, nó cảm nhận được cái này. Cứ là khi mình đọc rồi mình đọc nghe lại thì cái dòng nó mới chạy ra. Mà cái này gọi là thế gian gọi là nội công ngoại kích. Muốn cho thoát ra thì phải bằng có cái nội lực của mình, chính cái người đó thì cái dông lớn nó mới thoát ra, còn cái dông mà nhỏ nhỏ nó không thoát ra. Dông lớn cỡ nào nếu mà trường hợp nhập vào người mình mà trong cái kinh này mà mình cảm nhận được á thì gọi là nội công ngoại kích. Nội công nó đẩy ra, bên ngoài đã táp vô thì cái dông này không chịu nổi, vô thần chủ thế giới cũng phải chạy luôn, chứ đừng có nói gì của cô hồn chủ thế giới chân chạy luôn, chứ không phải ấy đâu. Chứ mình phải hiểu cái nguyên tắc trừ cái này. Bây giờ nếu mà ngày xưa đó, khi Đức Phật ấy thì bên Trung Quốc nó có lập ra cái nó viết là cái quyển kinh Quỳnh Đình là vậy, để trừ mấy cái dông nhặt xác này, nhưng mà nó chỉ trừ được có 60% thôi. Mà cái An Vị Phật Thiền Tông đúng trừ 100% luôn, khỏi cần tốn một đồng nào hết. Nó phải hiểu thế giới này, thế giới vật lý, cái cõi âm người ta nhập để làm gì? Mục đích người ta nhập để ta kiếm đồ cúng thôi cho người ta ăn. Là thứ hai nữa là nếu mà nhập, cái người nào mà nhập nó ổn định, nó sẽ xây cái miếu cái gì đó để nó có cái danh. Tất cả những cái giọng mà nhập nó hoàn toàn nó có cái mục đích của nó, chứ không phải nó muốn nhập khơi khơi đâu. Vì thế mà nếu mà nó đã nhập rồi á, mà bên này tác động gì nó không ra, không ăn thua gì đâu. Mấy ông thầy bùa thì phép là chỉ là người đưa ra mấy ngoài đó, giống như mình đau nhất ở trong ruột mà lấy dầu mà tha bên kia da tay ăn nhầm gì, nó đâu có thấm gì trong ruột trong gan mình đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. An Vị Phật nghĩa là gì ạ? An Vị Phật có nghĩa là mời vị Phật ở yên ở chỗ này. Nhưng mà nên nhớ rằng An Vị Phật là phải thiền tông mới được, thì cô hồn nó không vô được. Chứ An Vị Phật vật lý thì thôi, làm cho nó vui thôi. Đi bỏ mất rồi thì mấy ông nè cúng ai ăn đây? Ông Phật đâu có ăn.
ăn vị Phật có nghĩa là mời một vị Phật đó, vị Phật đến chứng minh đàng hoàng. Nhưng mà khi ông Phật đi rồi là ai? Thần Kim Cang phải giữ cái này, phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này, chứ không phải ăn vị Phật mà ăn chuột vị Phật vật lý rồi xong bỏ đi rồi sao đây? Cái mấy ông thầy ở tại chùa đó làm sao mời thần vô? Mình thấy bắt đầu đã sai rồi, mà thần nào đi làm cái chuyện này? Thì chỉ người nào vào vô, cái người mà lang thang vòng vòng cũng mới vào vô cái này. Mình sai lầm là sai lầm ở chỗ này. Vì thế mà chùa nó mới phát ra linh thiêng quyền bí, nó mới đủ chuyện hết, làm cho con người ta không hiểu, người ta rối đi. An vị Phật vật lý, Phật không ngự. An vị Phật thiền tông, Phật mới ngự, nhưng giao lại cho thần Kim Cang quản lý. Phải hiểu thế giới vật lý này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Phật không can thiệp vào nhân quả của trái đất, vậy tại sao đạo Phật lại nằm trong tam giới? Đạo thần, đạo Phật, đạo thánh, tại sao đạo Phật lại nằm giữa? Do ai đó sắp đặt hay tự nhiên mà có? Này con hỏi cho từ câu, hỏi rõ từ câu. Tại sao đạo Phật lại nằm giữa đạo thần, đạo thánh? Đạo Phật không có nằm giữa đạo thần, đạo thánh, mà đây là cái giai đoạn. Khi đạo thần lập ra là phải hiểu như thế này nè. Khi mà trái đất này nó bị hủy diệt bởi bom quang tử, bom quang tử mới hủy diệt được trái đất này. Chứ còn bom nguyên tử và bom điện tử không ăn thua gì. Chỉ là phần nhỏ thôi. Chỉ có bom quang tử, khi loài người văn minh đến tột độ, ta sẽ phát hiện ra một cái bom quang tử. Có nghĩa là ta lấy bằng ánh sáng mặt trời người ta đánh. Thì con suy nghĩ coi chạy đường nào. Lấy ánh sáng điện mặt trời mà đánh rồi thì đừng có chạy. Chỗ nào là không có ánh sáng mặt trời. Muốn không có ánh sáng mặt trời phải chui vô trong hang núi sâu xuống lòng đất á. Vì thế mà các nước Tây Phương, tại sao ta đào hầm? Đào hầm chống cái này, chấm bom nguyên tử, không phải chấm bom nguyên tử đâu. Mà sau này ta sẽ sử dụng để chống bom quang tử. Quang là sáng, từng tật ly ti sáng. Khi mà trái đất bị hủy diệt rồi, thì những người ở trong đó ta còn sống. Khi mà hết chiến tranh quang tử rồi, người ta mới hiện hình ra. Nhưng mà giờ nên nhớ rằng, dù người ta có sống bao nhiêu đi nữa, thì nó tất cả phương tiện về sản cho bằng sử dụng hoàn toàn. Nó bây giờ, ví dụ thế giới nó còn, nhưng mà trong vòng 100 năm sẽ mất hết. Vì thế mà con cháu, mấy người đó chưa phải vào thời kỳ đồ đồng được, mà mấy người đó vẫn còn dùng phương tiện của cái người văn minh để lại. Khi qua đời người đó thì con cháu không được học hành, là không mù chữ. Phương tiện sử dụng mất hết, thì bắt đầu con cháu người ta mới bước vào cái thời kỳ đồ đồng. Thì cái thời kỳ đồ đồng này á, thì gia đình nào đi ở, vì nó đất minh mông mà đâu ai mà tranh giành. Một thời gian sau, những gia đình này sanh sản ra nhiều, thì mới thành lập ra cái bộ lạc. Bộ lạc là gì? Có tính con người là phải tham, đi chiếm chỗ này chiếm chỗ kia. Vì thế mà đạo Phật mới xuất hiện. Đạo Phật xuất hiện để là cái gì? Nói rằng các người đó đừng có tranh giành. Ta là bởi vì thần chủ thế giới này mượn xác cái ông nào đó không biết, mượn xác người là linh tiên lập ra cái đạo thần. Nếu mà quý vị tranh giành thì thế thần sẽ bẻ học hù vậy. Thì bộ lạc người ta sợ, người ta không dám. Vì thế mà dần dần rồi những bộ lạc nó lớn lên thì làm gì? Bắt đầu chữ viết xuất hiện ra lại. Thì làm gì? Xuất hiện ra lại thì phải lập quốc, lập quốc chưng vương. Vì thế mà khi lập quốc chưng vương rồi thì bắt đầu quốc gia đánh lộn nhau nhiều. Đạo thần nó phát triển rất mạnh.
thì một vị toàn năng toàn giác mới ra đời để mà chuẩn hóa lại. Chuẩn hóa bằng cách nào? Một vị toàn năng toàn giác chỉ 6 con đường đi luân hồi và con đường trở về Phật giới, gọi là toàn năng toàn giác. Nhưng mà cái lời của vị toàn năng toàn giác này nói không ai nghe được đâu. Bởi vì ông nói hoàn toàn sai vật lý hết, sai cái luân thiên quyền bí đã mấy ngàn năm tồn tại lại. Vì thế mà không ai nghe ổng. Vì thế mà ổng mới lập ra cái đạo gọi là đạo toàn năng toàn giác. Trong đó có 5 pháp môn tu chứng đắc để cho mấy cái người mà tin đạo thần này người ta gia nhập vào. Còn cái pháp môn giải thoát hoàn toàn không nói được. Mà cái pháp môn giải thoát này phải đợi đến khi nào giật loài người văn minh lên cao mới nói ra. Vì thế mà cái đạo Phật mới lập khi loài người bắt đầu có chữ viết trong thời gian. Sau một vị Phật, sau một vị toàn năng toàn giác về Phật giới thì đạo Phật chứng đắc tồn tại, còn đạo Phật giải thoát hoàn toàn không ai biết. Vì thế mà tới một vị đạo đi sau một vị toàn năng toàn giác là đạo thánh thành lập lần thứ 3 sau khi một vị Phật qua đời. Vì thế mà đạo Phật thứ nhất đạo thần, thứ hai đạo Phật, thứ ba đạo thánh đi cái chu kỳ thứ 3. Vì thế mà trong văn học có nói là ba đạo lập một ba thời kỳ lập đạo. Và cái chỗ này ba thời kỳ thứ nhất là tiền sử, thứ hai là trung sử, thứ ba là hậu sử văn minh. Đó, vì thế mà đạo Phật nó nằm ở trong cái dạng thứ hai là có nguyên do này, chứ không ai sắp đặt hết. Đây là thế giới vật lý tự sắp đặt ra, chứ không có ai. Bây giờ ông Thích Ca không có thể lập quốc từ khi mà bộ lạc được. Ông Phật không lập quốc khi mà con người văn minh cao được. Vì con người văn minh cao là ta sử dụng vật chất. Một vị mà phá vật chất không thể nói chuyện được. Vì thế mà cái đạo Phật Thiền Tông ra đời không phải dễ đâu. Phải đợi như thế nào mà phải như thế nào mới nói ra được cái pháp môn này. Bây giờ nếu mà nói về cái đạo Phật Thiền Tông, bây giờ chuyện giờ đã công bố ra hai năm rồi đó. Có ai dám tiếp nối cái này không? Tìm trong nước Việt Nam có người nào thứ hai tiếp nối được cái này không? Mà cái này nói tại sao cái đạo Phật Thiền Tông ra nói, trước khi nói này phải bằng luật pháp, sử dụng bằng luật pháp nói, chứ không phải mà nói cách mơ hồ được. Vì thế mà đạo Phật đi vào cái gọi là lần thứ hai của cái tam kỳ lập đạo là nằm cái nguyên do này. Nói phải có đầu có đuôi người ta mới hiểu được đạo Phật tại sao lập thời kỳ này. Mà thời kỳ thứ hai không lập thời kỳ thứ ba. Thời thứ nhất của loài thần, thứ hai là toàn năng toàn giác, thứ ba là thánh. Không ai xen vào được cái quy luật này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vị Phật không can thiệp vào nhân quả của trái đất, vậy tại sao Phật A Di Đà có thể lập quốc tịnh độ và dạy giải thoát mỗi tháng một lần ạ? Cái này á, ông A Di Đà đâu có nói đó. Ông A Di Đà có khi nào nói chuyện này đâu. Mà cái người sao này người ta nói, chứ ông A Di Đà làm gì. Ông A Di Đà có lập, người ta ngày xưa Đức Phật Thích Ca có lập hai cái quyển kinh gọi là Vô Lượng Thọ. Ông nói là cái tánh Phật nó thọ vĩnh trường, vô lượng quang là cái tánh Phật, là điện từ quang nó sáng vĩnh viễn. Thì có hai cái quyển kinh này, rồi 48 lời nguyện này là do mấy ông sao đặt ra để chi, để dụ cho mấy người ta không hiểu ta vô ta tu. Bây giờ tu mà không có cái tu chỉ làm sao tu được. Vì thế mà 48 lời nguyện này những ông thầy sao đặt ra. Chứ làm gì có cái chuyện mà Đức Phật mà nói 48 lời nguyện của ông A Di Đà, không có cái chuyện này đâu. Mà mục đích tất cả gì lập ra hoàn toàn là cái mục đích gì? Thế giới này mục đích để làm gì?
Ở Mỹ thì đô la, ở Việt Nam thì Việt Nam đồng, ở châu Âu thì euro, vậy thôi. Còn ở Trung Quốc thì nhân dân tệ, không có cái nào thoát ra cái quy luật này. Tất cả những gì linh thiêng quyền bí đền miễu hoàn toàn vào cái chữ tiền hết, không có cái nào thoát ra. Thế giới nó vậy. Mà cái đạo Phật sở dĩ ra để gì? Nói chứ, nói bằng sự thật. Rồi ai tin không tin thì thôi, chứ ngoài đạo Phật không có ngoài cái gì hết. Đạo Phật có nghĩa là chỉ anh năm con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới. Anh muốn đi làm sáu đường luân hồi, một đường trở về Phật giới, thì anh muốn đi con đường nào thì đi. Đây là tự do tín ngưỡng mà nhà nước Việt, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã từng tuyên bố rằng công dân Việt Nam được quyền tự do tôn giáo, được quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo bất cứ một tôn giáo nào. Hiến pháp đã nói rất rõ vậy, luật pháp đã nói rất rõ vậy. Còn ai nói ngoài là mình phải hiến. Thế giới này là thế giới kim tiền, kim là vàng, tiền là tiền, không có thoát ra hai cái quy luật này. Vì anh đã làm cái gì tôi không biết, không có hai cái này anh không có làm đâu. Đó, vì thế mà mình phải hiểu cái này. Thiền tông ra đời để là nói chỉ rõ từng con người giảng vật trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, quy luật nhân quả luân hồi. Đạo Phật Thiền Tông nói bằng sự thật, nhưng mà không dám ở nói chỗ đông người, phải chui vô trong hốc nói, chui vô trong hốc mới dám nói. Xin lỗi nói cái này mà ở thành thị nó đốt hồi nào cũng hay, trong hốc ít người tới, một hai người nghe thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Và cái câu này nó có nghĩa như thế này nè thầy. Một vị Phật ý là nó một vị Phật không xen vào nhân quả của trái đất được, nhưng mà tại sao Đức Phật A Di Đà lại lập quốc tịnh độ và giải thoát ở trên đó được? Thì đúng rồi, bây giờ con người ta có cái tưởng ở trái đất này không chịu tu giải thoát mà muốn lên trời tu giải thoát thì ông phải lập quốc tịnh độ. Giống như mình, tôi nói thiệt ở đây, mình có khác gì con người mình đâu. Ở Việt Nam vẫn có trường đại học, tại sao không chịu học mà qua bên Mỹ học? Còn bên đó cũng đại học chứ cái gì đâu. Người ta vọng tưởng ở đây không chịu tu giải thoát mà trèo lên A Di Đà tu rồi, thì có khác là người Việt Nam mình không? Người Việt Nam mình có khác đi. Bây giờ ở đây mình trị bệnh vô cho rỉ cái gì nó cũng trị mà không chịu, phải qua Singapore đó, qua nước ngoài thì bệnh nó cũng mổ giống như mình thôi chứ có khác gì mình đâu. Nhưng mà cái tại gì con người ta có cái tưởng và muốn thể hiện cái đẳng cấp của mình, tôi trị bệnh ở nước ngoài chứ không tôi tịnh bệnh ở Việt Nam đó. Mà mình hiểu cái thế giới này như vậy thôi. Thì bây giờ đây không chịu tôi giải thoát, mà sự thật trước khi mà quyền ký chưa công bố ra có ai dạy giải thoát đâu, thì cái bắt buộc người ta phải lên trên trời ta học chứ sao giờ. Thì cái đó là đúng rồi. Còn bây giờ đã công bố rồi thì anh muốn dạy, anh muốn học ở trời, anh phải xuống việc xuống dưới thế giới này phải xác nhận lại là bằng cái tờ giấy qua khai kiến Phật ngộ vô sanh để mới về được. Cũng phải về trái đất để mà kiểm tra cái năng lực của anh còn có đúng anh đã giải thoát không. Chứ lên trở anh vui chơi thôi cũng vậy đấy. Giống như mình đây qua Mỹ học, không vô học qua bển đi đánh bài không rồi về đây đó là tôi Mỹ mới về, hỏi cái bạn đâu không có thì thôi, thì mình cho trở lại làm dân bình thường thôi. Rồi có hỏi tiếp đi. Con theo Thiền Tông được gần 2 năm nhưng gần đây con sao lãng. Cách đây mấy hôm khi con đang ngủ thì con có cảm giác như ai đó đè tay chân cứng đơ, sau đó nghe như ai đó mở miệng con ra và thổi luồng khí vào. Hiện tượng này là như thế nào và con có bị làm sao không thưa thầy? Cái này đâu có sao, thế giới vật lý nó có hai cái trường hợp. Mình đang ngủ mà bị cứng đơ là do cái hệ thống thần kinh của mình, máu me nó không hoạt động thì nó cứng. Thứ hai, mình thấy cái này rồi mình mơ mộng cái thằng kia là vậy, cô hồn đó là nó đè mình thì có hiện tượng này thôi. Đơn giản, một là vật lý, hai là
cô Hồ muốn dọn cái nào đó. Cái đó là tự mình biết nha, tự mình biết. Nếu mà mình cái gì mà nó rối loạn của vật lý á, thức dậy nghe nó khỏe lắm, không có gì hết đấy. Một cái kia nghe nó mệt, nghe nó còn mệt, mệt cả mấy ngày trời luôn á. Cô Hồ mà nó nhập rồi đó, mệt mấy ngày trời. Bởi vì nó là cái âm mà cái âm lực nó vô, nó không toan được đâu. Giống như chiếc xe mình mà chạy mà nó ngắt, nó ngắt xăng một chút xíu á, có xăng nó chạy lại không sao, mà cái thứ mà nó nhiễm độc, nó nhiễm xăng mà bị nhiễm nước hoặc nhiễm dầu thì nó chạy không được. Đây là người ta chứng minh rất khoa học về cái vấn đề một con người của mình lưu thông bằng điện tử hoặc lưu thông bằng tứ đại. Tứ đại là máu, máu lưu thông, điện từ là cái sức kéo của cái điện từ. Mình phải hiểu nguyên tắc này, nhập cái gì thì mình phải hiểu cái này. Cô Hồn nhập thì nên nhớ rằng nó uể oải mấy ngày lận, còn mà điện từ bị ngắt chút xíu nó trở lại bình thường, không có gì khó. Đã hiểu cái nguyên tắc này rồi hỏi tiếp đi. Một người được truyền bí mật thiền tông, nhưng hôm làm lễ truyền bí mật thiền tông, Phật tử ấy không dự lễ truyền tiền được, thì Phật tử ấy có về Phật giới được không ạ? Về Phật giới là không, là do cái công đức, chứ không phải mình đến cái chùa này. Chùa này là đến để chứng cho biết vậy thôi. Mình muốn về được thì bằng công đức. Có nghĩa là vị thần quản lý tánh Phật của mình mà không dám thực thi nhân quả thì mình về được. À, còn cái chuyện truyền là truyền thiện đây mà về nhà rồi là học bỏ rồi thì sao? Thì ông thua gì đó. Mình phải hiểu, đừng có quan trọng đến cái chùa. Nếu mà một cục mà cũng nên một lần, nếu truyền thiện đến một lần để cho biết vậy thôi. Chứ còn sự thật, nếu mà được truyền thiện mà cứ nghe cho rõ, bởi vì khi truyền thiện người ta phát cho mình cái lời giảng dò, mà quan trọng nhất là mình xem cái lời giảng dò, mình đọc đi đọc lại cho nó thuộc đi. Chứ mình lại ở đây mà mình nghe mà cái bài giảng dò mình cũng không nghe rõ thì ăn thua cái gì. Ha? Truyền thiền mà không đến đây thì giống như mấy đứa cháu nó học hàm thụ rồi, nó học ở nhà nhưng mà nó thuộc, nó thi đậu liền. Còn ở đi vô trường mà không chịu học, cứ ngồi ngó lơ thì làm sao đậu. Đó, mình phải hiểu cái quan niệm đó là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi kế tiếp của vị Võ Văn Chậm ở Cần Thơ như sau. Tôi từng nghe nói về Huệ Nhãn. Vậy Huệ Nhãn là như thế nào? Xin trưởng ban giải thích cho tôi được rõ thông. Huệ Nhãn là người ta áp cái người đó, nó phải có cái điện từ vô sắc mới nhìn thấy được cái Huệ Nhãn được. Còn cái điện từ 12 màu sắc thì nhìn thấy cõi trời. Mà muốn Huệ Nhãn là lấy cái hình không có hình tướng, là phải dùng bằng con mắt, bằng điện từ không màu sắc thì mới nhìn Huệ Nhãn. Chứ Huệ Nhãn là nhìn thấy cõi vô hình. Muốn cõi thấy cõi hình, giống như mình ở đây giờ khoa học đã văn minh rồi, nó có những cái kiến diễn giọng, anh muốn coi xa cái hành tinh nào nó phải gắn bao nhiêu cái tấm kiến vô thì nó mới nhìn thấy được cái chỗ đó. Còn mình ở đây vậy, bởi vì các nhà khoa học, tại sao bây giờ chính là những cái thông tin điện tử bây giờ chính là đã có cái thuật vô hình rồi đó. Giống như bây giờ hiện giờ mình thấy ở xung quanh mình là bao nhiêu hình ảnh mình đâu có thấy, nhưng mà ai có cái điện thoại hoặc có cái tivi mở ra thì thấy liền. Nó cũng thuộc về Huệ Nhãn, nhưng mà đây là mới là sơ đẳng thôi, sơ đẳng của một vị Phật nói thôi. Về sau này thì khoa học nó sẽ tiến bộ hơn, nó chỉ cần đặt cái kiến đây nó nhìn thấy được, nhìn siêu qua cái kiến này bao nhiêu hình ảnh trong này nó thấy hết. Cái đó là gọi là kiến Huệ, kiến Huệ. Về sau nó sẽ có, nhưng bây giờ là người chưa văn minh tới, mà chỉ văn minh tới tiếp thu bằng cái điện thoại hoặc cái tivi. Đây là tiền văn minh của vấn đề Huệ Nhãn. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy trí tuệ thì gồm có bao nhiêu loại trí tuệ? Trí tuệ là hiểu biết trong sáng,
cái gì ở ngoài có thì mình hiểu bằng trong sáng, thì đâu làm sao mình nói bằng hiểu biết trí tuệ được. Nếu mình nói một nhà khoa học hiểu trí tuệ, ta nhìn được cái gì, ta nhìn được cái lá cây này nó là cái thuốc gì, ta biết được. Ta nhìn được gốc cây này ta biết được, ta nhìn được viên đá này ta biết được. Thì không có thể nói là bao nhiêu. Nếu nói theo danh từ Đức Phật gọi là hằng hà sa số, không có thể nói con số ấn định được. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Bùi Văn Sinh ở Phú Yên có hỏi như sau: một người biết thiền tông như thế nào để giúp được một vị đạo nhân vô tu vô chứng trở về Phật giới? Bây giờ là vị đạo nhân vô tu vô chứng này là không có thế nào hết á. Có nghĩa là mình làm giúp người ta được cái gì đó trở về Phật giới, trở về Phật giới, người đó gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Giờ mình làm sao, mình sao mình biết? Mình vô tình mình giúp có nhiều người, mình vô tình mình giúp vậy mà họ, cái người đó họ hiểu, họ đi suốt được cái chiều đường đi của họ thì về Phật giới. Người nào một con người phàm phu mà đã về Phật giới thì người đó là gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Còn ông Phật chỉ là có ông giảng pháp, mình có cúng dường ông bao nhiêu cũng là cái ông giảng pháp thôi, chứ có khác gì đâu. Ông Phật người ta đã là một đạo nhân vô tu vô chứng rồi, nhưng mà ông là cái người có nhiệm vụ phải sinh hoạt thế giới này. Vì thế mà Đức Phật cúng Đức Phật, bởi vì nên nhớ là tất cả những người cúng Đức Phật không khi nào nói cúng cho ông giải thoát hết, không ai dám nói câu đó. Ông là người giải thoát rồi cúng gì, mà cúng ông đa số lại ông để gì, cầu xin cái gì đó thì không ăn thua vậy. Mà cúng dường cho người nào, người đó được trở về Phật giới thì người đó chính là một đạo nhân vô tu vô chứng. Rồi con hỏi tiếp đi. Một vị đạo nhân vô tu vô chứng đó có phải là một người lúc trước từng sống ở cõi A Di Đà và được Đức Phật A Di Đà kiểm thiền và thọ ký hay không? Cái này cũng không khẳng định được. Bây giờ thí dụ người ta ở thế giới này mà người ta có tạo công đức thì người ta về Phật giới cũng được, A Di Đà giới thiệu xuống cũng về được, thì mình đâu có biết ông đó là ai. Nhưng mà hai cái dạng này thì về trở thành đạo nhân vô tu vô chứng được là: một, ở trên A Di Đà xuống; hai, là ở đây tạo công đức nhiều. Chứ giờ mình đâu có biết, đâu có khẳng định, đâu có khẳng định là cái khi thiền tông đó ra đời bao nhiêu người trở về Phật giới. Nhưng mà Đức Phật cũng nói là khi mà Như Lai nhập Niết Bàn rồi, đạo thiền tông bắt đầu nó mất, không phải mất hẳn mà nó đi kèm theo ba mươi mấy ông tổ dẫn đi. Mà ông tổ dẫn đi hoàn toàn không nói cái này, ông hỏi cái gì nó là tổ thôi. Ông Phật ông giao cái chén vậy, chỉ cái áo này để dẫn đi thôi, chứ ông đâu có dám nói dù quyền ký giáo lý trong này. Nếu mà ông sơ hở, ông kia nói là tôi mang cái giáo lý đi thì chết ổng rồi, nó đặt bỏng nó lấy liền, không đâu dám. Cho đến khi tới Lục Tổ Huệ Năng mà công bố quyền ký thôi, không công bố giáo lý. Huệ Năng hoàn toàn không công bố giáo lý để hiểu cái thế giới này nó kỳ cục. Thế giới này nghe cái gì đó tới ta làm, ta tìm ra. Thứ nhất thì mấy người có chức có quyền có tiền phải cứ chiếm cho được cái này, chiếm cho được cái bí kíp này. Vì thế mà ông tổ không dám nói. Ông Trần Văn Tông mà cũng, nhưng mà ông Trần Văn Tông ông nắm được cái quyền ký, nhưng mà ông không dám nói. Không có nói quyền ký là cái gì, ông nói cái gì. Ông nói là chỉ như là, nghĩa là trẫm thấy trẫm biết như vậy thôi, hoàn toàn không đề cập đến cái quyền ký. Mà quyền ký nói khi nào được xuất bản và công bố ra thì mới được nói. Xuất bản đã hình thành rồi, công bố ra thì nó có hình thành và có cái cơ sở pháp lý để mà công bố. Vì thế mà khi công bố quyền ký rồi thì bắt đầu những câu hỏi mới bắt đầu cho hỏi tự do. Trước khi quyền ký chưa công bố, câu hỏi hoàn toàn bích hết, mà chỉ hỏi là hỏi trong cái dạng kia mà mập mờ không dám nói trắng ra. Bây giờ
quyền kỹ công bố rồi cho hỏi tự do, hữu hình vô hình, muốn hỏi cái gì hỏi, văn minh không văn minh chị hỏi hết được, cảm sàng ta nói cho thầy. Rồi con hỏi tiếp đi. Một người được truyền bí mật thiền tông rồi, nếu có đủ duyên giúp được ba người được truyền thiền giống như mình thì chắc chắn người đó có về được Phật giới hay không? Trong ba người đó là gọi là ba đạo nhân vô tư vô chứng, thì theo thế giới này, thế giới vật lý này, một vị thần dùng đã nói tất cả những người mà đã thành tựu được ba người thành đạo nhân vô tu vô ứng thì thần thừa hành có nhiệm vụ phải tiễn người ta. Thần thừa hành phải tiễn luôn mà, chứ không phải đơn giản đâu. Mà cái này là cái quy luật. Giống như ở thế gian này, người ta đi học có cái bằng tiến sĩ rồi sao? Thì anh khỏi cần khảo sát, đã muốn vô cơ quan nào ta chỉ trình cái này ta ra thôi, khỏi cần có khảo sát năng lực người ta. Còn nếu anh mới đại học thì thôi, phải kiểm sát anh phải đúng đại học không. Còn bằng tiến sĩ hoàn toàn không. Bằng tiến sĩ là người ta đã có cái hội đồng kiểm nghiệm rồi, thì cái hội đồng này anh không thể, một người bình thường không thể kiểm soát cái anh tiến sĩ này được, là anh không có năng lực kiểm đâu. Vì thế mà một vị thần thừa hạnh vậy, một người có ba tạo được ba cái giúp được ba đạo nhân vô tu vô chứng thì phải để cho người ta tự do đi. Đây là cái luật của loài thần, nhiệm vụ quản lý tánh Phật. Thế giới này nó có cái luật của nó, loài người nó có cái tính lực của loài người, loài thần có cái luật của loài thần, của hồn có cái luật của cô hồn. Chứ không phải cô hồn muốn làm gì làm đâu, cô hồn làm thì nó được tự do, nhưng mà tự do với điều kiện là thần cô hồn ăn theo á. Chứ còn cô hồn chính quy cũng không được, cũng phải đúng theo cái quy luật của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Đức Phật có dạy rằng ai ai cũng có Phật tánh. Vậy con muốn sống với Phật tánh của chính mình hoặc hay là tự tánh của mình thì phải làm sao? Này chưa đọc hết 10 quyển sách, Đức Phật ông nói ai cũng có Phật tánh, người để cho biết vậy thôi. Thế giới vật lý này thì anh phải sống bằng tánh người chứ sống bằng cái Phật tánh sao được. Bây giờ cái tứ đại này nó để tôi sống là gì? Thánh thiện. Ông nói là ông lừa người ta chứ làm gì thánh thiện được. Thánh thiện đói đừng ăn đi, khát đừng uống đi mới thánh thiện. Tứ đại tới giờ đói phải ăn, tới giờ khát phải uống. Cái nhu cầu đi bộ mệt có phải có xe đi, chứ làm sao mà con ngồi đó thánh thiện. Nghe không? Đừng có khi nào lầm là sống với cái tánh Phật. Con biết rằng cái tánh Phật là để sử dụng cho cái gì. Tánh Phật khi nào mình có công đức mang về Phật giới, định hình một kim thân Phật, tánh Phật nhào vô đó để mang thân Phật, mang một kim thân Phật, chứ không phải vô đây mang tánh người mà xài tánh người. Tánh Phật xài tánh người là gì? Nó nói điên luôn á. Điên là sao? Tánh Phật thanh tịnh, vô đây cái người cứ ngồi ì ra thanh tịnh, không chịu đi làm, cho tiền đâu đây? Tiền đâu nuôi cái thần tứ đại này? Mình phải điên không? Trời ơi, rồi khúc đó rồi ngồi đó rồi quá rồi giờ tưởng tượng ra nói tầm bậy tầm bạ để đi kiếm tiền. Mà học cái đó là tưởng lại, cô hồn mới nhậu vô. Tánh Phật mình đã hiểu thì biết cái thân này thanh tịnh, người ta chửi mình thì mình lấy cái thanh tịnh mình đỡ thôi. Ta đập mình lấy tánh người đỡ lợi. Mình phải học theo ông Trần Nhân Tông nữa. Ông Trần Nhân Tông thấy Trung Quốc nó qua nó đánh thì ông đánh lợi thôi, chứ ông không phải đi qua bển ông đánh người ta đâu. Nếu mà sử dụng đánh Phật mà thấy bên kia nó qua thì sử dụng đánh Phật là gậy mất nước luôn đó. Mình phải hiểu cái thế giới này, thế giới vật lý phải sống bằng vật lý. Muốn về Phật giới phải có công thức đi, muốn lên trời có công thức đi. Có nghĩa là đạo Phật có tất cả công thức hết, chứ không phải là mơ hồ. Vì thế mà từng công thức một, thành nhà khoa học nó nói là đạo Phật có cái tinh hoa của nhân loại là cái chỗ này nè. Anh muốn đi đâu thì đạo Phật nó có chỉ được cho đi rõ ràng, không có lừa ai. Còn những người mà chỉ mà lấy tiền là đi lừa người ta đó. Nó phải hiểu cái tinh hoa đạo Phật là không lừa người ta mà chỉ người ta. Đây là mới gọi là từ thiện, cái bản chất từ thiện.
Còn cái từ thiện mà vô lợi không phải từ thiện đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Việc thắp nhang là có tác dụng gì và nó được xuất hiện vào thời kỳ nào? Cái gì? Lặp lại. Thắp nhang là có tác dụng gì và nó được xuất hiện vào thời kỳ nào? Thắp nhang thì nó đúng Thích Ca, ông Tôn Thích Ca đó, suốt chiều dài 49 năm Thích Ca chứ không có thắp nhang ai hết. Mà chỉ sau cùng khi mà Đức Phật truyền thiền ông có nói, có nghĩa là ông muốn tụ hội, khi mà ông truyền thiền lần thứ nhất thì cái khói hương nó bay lên, chư Phật ở mười phương chư Phật đến quyện vào trong cái khói ngang này mà hiện hình. Đó, thì nó có cái lý do này. Từ lúc đó thì tất cả khi mà loài người muốn cho Đức Phật hiện hình thì truyền thiền mới có cái thiền, còn ngoài ra không có. Còn bây giờ người ta ăn theo, thắp nhang sẽ ăn theo. Chứ sự thật đạo Phật duy nhất chỉ có thắp nhang lúc mà truyền thiền để mời chư Phật đến, muốn nhìn thấy ổng thì nhìn trên cái khói nhang mới nhìn thấy ổng được. Người nào có công đức gì sẽ nhìn thấy được. Nó thắp nhang nó có được. Rồi sau này người ta lợi dụng nó đi xài hết, nó đi xài hết vấn đề thắp nhang, rồi nó trở thành cô hồn cũng thắp, rồi thần cũng thắp, rồi thánh cũng thắp, rồi tự mình cũng biết nó đã đi cái bằng dần dần nó để sai. Vì thế mà luật triều đình đưa xuống thì sao anh phải cái bằng lúc vua thua lễ là anh muốn nghe triều đình chỉ thì anh phải biết điều với mấy ông địa phương, nó nằm ở chỗ đó. Đạo Phật nó cũng sai từ cái chỗ đó đó, nó sai là sai cái chỗ đó. Đạo Phật là đạo thao ta là đạo trí tuệ, anh phải hiểu. Đạo Phật là đạo giác ngộ, giác ngộ phải hiểu biết cái gì là gì, cái gì con người của mình là cái gì, giải thoát đi con đường như thế nào mới gọi là giác ngộ giải thoát. Đạo Phật nằm ở chỗ này, nhưng mà người ta không chịu giác ngộ giải thoát. Vì thế mà Đức Phật phải lập ra năm pháp môn: tiểu thừa đến mật chú. Tiểu thừa thì có đi công thức của tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, hoàn toàn có công thức hết và thành tựu rõ ràng hết chứ không phải mơ hồ. Vì thế mà nhà khoa học nó bảo rằng đạo Phật rất khoa học, là tinh hoa của con người chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà cái tinh hoa này không dám phơi bày được, phơi bày mấy cái ông mà tu vật lý ông chửi, cất cái chùa ra mà ông nói cái kiểu này là ai cúng cho tôi nữa, nó chửi rồi, đúng rồi. Thì tôi chấp nhận, đã tôi chấp nhận chửi, nhưng mà ông đừng đánh tôi thôi, đánh tôi thì luật pháp trị ông. Ông chửi cho ông chửi thoải mái. Nó phải hiểu cái thế giới này là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Ma Dương là ai? Là thần chủ hay là cô hồn chúa? Trong cái quyển sổ máy là Ma Dương là tánh tham con người chứ ai đâu. Tánh tham con người. Mình tham quá thành Ma Dương. Tánh tham rồi đi ăn cướp ăn trộm người ta, mình thành Ma Dương chứ có ai. Chứ có con Ma Dương nào hiện ở đây đâu. Là cái tánh tham 16 thứ mà con người sử dụng cái tham và ác nhiều, nó thuộc về Ma Dương. Hai chữ này nó ghép chung là Ma Dương, chứ không phải Ma Dương nhậu đấy đâu. Có ông nào mà đi ăn cướp người ta nói tại Ma Dương suối rồi, không có đâu. Ông tham ông đi ăn cướp người ta ơi, chứ làm gì Ma Dương đâu đây. Rồi hỏi tiếp đi. Thời Đức Phật tại thế, các vị đệ tử của Ngài là tỳ kheo đi có pháp danh không? Nếu có thì có mang họ Thích không? Cớ sao thời nay ông nào cũng mang họ Thích? Thì giờ cái họ Thích này nó có cái câu chuyện chứ không phải anh. Khi mà thấy tử thường Hữu Minh á, là con của ông thường Hữu Quân ở bên trời á, ông Diên Đăng ông dạy ông này ngộ đạo, ông mới dịch thọ ký với ông, sau này về cõi Tam Thiên Thù Đề được danh là Thích Ca Văn. Thích là cái gì, ca là cái gì, văn là cái gì,
Ca là cái lời nói. Vì sao ông là người họ thích, nhưng mà phải nói và viết ra, chứ không phải vậy. Chữ ca là chữ nói, chữ văn là chữ viết. Vì thế mà ông về ông truyền nói, rồi ông viết ra kinh sách. Thì nói theo tiếng Việt Nam mình đó, gọi là cái ông nói và viết sách. Cái ông đó, cái họ đó là ông, là cái họ đó. Dù ông phải nói và viết ra sách thì nó có danh từ đó, nó mới gọi là Thích Ca Văn. Nhưng mà về sau thì các vị mà tu theo đạo Phật sửa lại là Thích Ca Mâu Ni. Chữ Mâu Ni là màu nhiệm, không viết nữa. Vì thế mà tất cả quý vị đi giảng đạo hoàn toàn nói chuyện linh thiêng huyền bí hết. Vì cái chữ Mâu Ni này nó biến tướng ra. Chứ đầu tiên ổng là Thích Ca Văn. Rồi hỏi tiếp đi. Một người tu thiền tông mà buông bỏ gia đình để sống tự do, thuận tiện cho việc tạo công đức thì có nên không? Vì gia đình sống theo vật lý nhiều quá nên mình không thể nào sống bằng tánh Phật dù chỉ một giây, và việc tạo công đức cũng khó. Bây giờ nói suy nghĩ về nó sai. Bây giờ cái nhân quả mình phải vô gia đình, gia đình sao phải làm vậy. Còn chuyển tạo mình âm thầm tạo thôi, đừng có cho mình biết. Bây giờ mình tu này mà gia đình không chịu mình tức là gì? Mà dương nó vô mình đó. Lại cho thế giới này làm cha, mình làm con thì làm con của cha mẹ đi, cái nhân quả của mình phải vào. Thì bây giờ mình biết này quý quá thì mình cố gắng mình giúp được ai giúp. Nói thật bây giờ tại làm sao cái chùa Tân Diệu ở xã Tân Mỹ mà tìm có ông bà nào ở xã Tân Mỹ kia tu không? Hoàng là ở đâu không? Thì trong gia đình mình làm sao mình đổ được? Mình phải đổ người ngoài đi ra ngoài đường mới nói chuyện cho ta nghe. Mình phải hiểu cái thế giới này nói thế giới vậy. Quan toàn bây giờ tìm đi kể luôn cái quyển Đức Hòa này, chứ đừng có nói trên mà nó cái xã Tân Mỹ không có cái người nào không. Mình phải hiểu, mình ở trong cái gia đình không chịu thôi đừng có nói. Mình nói sơ không nghe thôi mình làm thinh. Đi ra đường á, kiếm ở đâu á. Ví dụ mình ở Hóc Môn thì đi xuống Quận Nhất mình kiếm. Ở Quận Nhất mình ra Biên Hòa mình kiếm. Vậy trong gia đình làm sao biết. Mình phải hiểu thế giới này. Thế giới này thế giới mà người ta đến đây hoàn toàn ta đến bằng nghiệp. Có nghĩa là cái bà đó là mẹ mình đó, mấy chục năm thôi, bà nuôi mấy chục năm rồi bà đi nữa, nữa là mẹ người khác nữa chứ mẹ. Rồi làm sao bà chịu cái này được. Làm sao bà chịu cái vụ giải thoát này được. Cha mình nó cũng vậy. Ông còn tới 100 đời, mẹ còn 100 đời làm vợ người khác được. Phải thực thi nhân quả đúng vậy nè. Ông thần ông dẫn đi. Vì thế mà người nào nói nè, ông không chịu. Không phải bà không chịu đâu, mà ông thần không chịu. Nó không được. Bà còn đi nữa. Bà còn mấy chục năm rồi bà đi nữa, mới đi làm vợ, làm chồng người khác nữa. Rồi hỏi tiếp, đừng có đem cái tánh Phật mà chui vô chỗ này là chết đó. Nó thành ra điên luôn mà. Có người nói chỉ cần nêu lên một nguyện, ngay tức khắc phải dành hàng ngàn kiếp để thỏa cái nguyện hôm nay. Con không hiểu, xin Thầy giải thích ạ. Đọc lại nghe. Chỉ cần nêu lên một nguyện, ngay tức khắc phải dành hàng ngàn kiếp để thỏa cái nguyện hôm nay. Kêu lên một vị hả? Nguyện một ngay. Nguyện lên một nguyện. Thôi nó thuộc về thánh rồi đó, thôi đừng có chơi nữa. Trời đâu Phật còn không dám làm được cái này. Nó thánh đạo, thánh đạo đó. Trong Kinh Kim Cang, người nào xưng thánh là kẻ đó tà đó. Trong Kinh Cang đã nói rõ rồi. Thì câu này phải đem Kinh Kim Cang ra áp dụng. Kẻ nào nói ta là thánh, người đó là tà đó. Nó thẳng luôn, Phật chỉ thẳng luôn. Chứ không phải chùa Tân Diệu nói đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Mùng 2 Tết rồi là giáp năm của ba con. Sáng hôm đó ba con mượn xác thiếp út con về, xin về lại củ quyền và dặn mấy con lo cho mẹ con và nói với ba khỏe, nghiệp ba không nặng nên các con đừng lo. Vậy về thiền tông mình có cách gì và làm gì để giúp ba con không ạ? Thì đó thuộc về chuẩn bị ổng đi vô cho đừng có giúp thiền tông, không giúp mấy người này. Ổng đã chuẩn bị đi vô cái loại nào con bé hợp
nó mới rõ ra trong lục đạo luân hồi ổng chuẩn bị đi vô loại nào. Trong thời gian ổng chưa đi mà nên nhớ rằng không qua 49 ngày ổng mới làm được, mà qua 49 ngày ổng đi mất luôn, khỏi cái vô được. Bởi vì chết cũng không qua 49 ngày mới làm được cái này. Nếu muốn còn qua thì đừng có mong. Qua rồi không chịu vào dòng tộc đi tái sanh làm người thì phải vô của hồn. Mà vô của hồn thì giống như mình ở đây vô trong cái hàng ngũ rồi, anh không có nói tầm bậy được. Vô hàng ngũ phải tuân lệnh thủ trưởng, không có nói được. Rồi hỏi tiếp đi. Thần Kim Cang có một hay là có nhiều vị? Thần Kim Cang tất nhiên là một vị đó, giống như con người của mình này nè. Thần Kim Cang cũng là thần thôi, nhưng mà nó thêm chữ Kim Cang là cái phụ trách, giống như con người của mình nè. Con người cảnh sát thì anh phụ trách cái ngành cảnh sát, con người quân đội thì phụ trách ngành quân đội, con người hành chánh thì phụ trách ngành hành chánh. Làm sao biết được nha. Thần Kim Cang là do thần chủ dùng phân, kêu bằng phân nhiệm vụ thì nó mới có cái danh từ này. Có nghĩa là thần Kim Cang bảo vệ một vị Phật, mà chừng nào có vị Phật thì thần Kim Cang mới xuất hiện. Giống như một cái quốc gia đó mà chưa có ông vua thì có ai mà tuyển cái ông mà bảo vệ ông vua không? Mà ngày xưa ta gọi là bảo vệ yếu nhân đó. Có nghĩa là có ông vua thì mới có một cái người đó phụ trách bảo vệ ông vua, gọi là thì vị Phật ra đời thì thần Kim Cang, một vị thần mới mang cái danh hiệu Kim Cang để bảo vệ một vị Phật. Tùy theo cái thời gian, suốt khi mà suốt chiều dài lịch sử Phật giáo, thần Kim Cang không xuất hiện, là khi xuất hiện khi mà một vị Phật giảng đạo, khi mà một vị Phật truyền thiền thì nó mới xuất hiện. Khi mà công bố quyền ký thì vị Phật xuất hiện, thì thần Kim Cang mới xuất hiện. Phải hiểu cái thế giới này, chứ không phải lúc nào thần Kim Cang cũng xuất hiện, không phải vậy. Nó xuất hiện tùy theo cái nhiệm vụ, cái hoàn cảnh và nhiệm vụ làm. Rồi con hỏi tiếp đi. Vì sao nhục thân của lục tổ lại tồn tại được lâu như vậy và không có và ở trong cái điều kiện ở bình thường không bảo quản, mà các nhà khoa học sử dụng các thiết bị hiện đại nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân? Vậy theo cách nhìn khoa học và thực tế của Thiền Tông thì như thế nào? Khoa học thì nó đâu có đi, nó bởi vì khoa học nó xác minh là khoa học chưa bằng đạo Phật là cái chỗ này. Nên nhớ rằng là một vị người, bất cứ người nào mà muốn khi mất để một nhục thân đó lại thì phải có cái công thức của nó, chứ không phải muốn để lúc nào cũng để. Mấy ông nhà giàu thì để được, nhà giàu là để được gì, mua phục mua bom vô nó tư hoài. Còn ông mình nên nhớ này nè, tất cả những vị tổ ta chết rất nhanh, trong vòng 5-10 giây là người ta chết rồi, ta cắt được cái dòng điện từ người ta chết rồi. Còn một vị mà muốn mà để nhục thân giống như lục tổ Huệ Năng thì nó phải có cái thuật của ổng. Thuật ổng là cái gì? Nên nhớ rằng ông lục tổ Huệ Năng hai trong sách viết là 3 ngày ổng mới tịnh, ổng ngồi ổng không ăn 3 ngày mới tịnh. Sư thật trong quyền ký nói là 24 tiếng đồng hồ ổng ngồi thiền, 24 tiếng đồng hồ ổng mới tịnh được. Là để làm cái gì? Cái đó là để làm cái gì? Là ổng sử dụng cái thượng mận điện từ âm dương quấn cái thân của ổng lại, quấn lại điện từ âm dương, quấn bằng điện từ, giống như mình đây quấn bằng chỉ vậy, mà mình đâu có biết được. Quấn cho đến khi đạt chuẩn mà gọi là vật lý không tác động được thì ổng mới tịnh. Vì thế mà ổng mới để được cái nhục thân của lục tổ. Nhưng mà để gì để? Nhưng mà tôi nhớ hồi năm 2008 thì tôi qua Trung Quốc, khi mà người ta đến, người ta
người ta đem cái hình ổng đi ra ngoài hiên để mà tu bổ lại, nó móc ra mở cả gạo rồi mối không một không, nó còn nguyên nhưng mà trong nó móc, thành ra người ta phải sử dụng hóa chất để người ta tạo cái hình lại, ta sơn lại. Ổng lưu lại cả ngàn năm, cái đó là gì, ổng vừa sử dụng vừa quấn điện từ để ổng để cái dục thân này. Khoa học đâu có biết, cái bây giờ khoa học bình thường hỏi chứ con người sống bằng cái gì ổng không biết, thấy không? Mà ông Phật nói trước mấy ngàn năm khoa học sống bằng điện từ, trái tim bốt bằng điện từ đó. Bây giờ tình đạo làm sao khoa học nó biết cái này, mà bây giờ thiền tông nói, nhưng mà người ta có nghe không, khoa học mới nghe không, ta đâu có hiểu được. Vì thế mà lục tổ Nguyên Năng muốn sử dụng cái dục thân này, để lại dục thân này thì phải thời gian rất lâu, 24 tiếng đầu ổng sử dụng cái mật cái thuật của ổng là quấn cái trung ấm này, quấn cái thân tứ đại này, quấn cho nó cứng lại để cho di trùng nó không vô, thì ổng mới rời cái sắc thân, ổng mới để gọi là dục thân của lục tổ được. Nó phải hiểu, nhưng mà cũng phải thời gian, cũng cả ngàn năm sau nó cũng đem ra nó sửa lại hết. Cái này nó không lạ gì, cái này là rất bất khoa học. Bởi vì người ta không hiểu tại sao muốn để cái dục thân này không được nữa, thân này mẹ di trùng mà cảm không sao, phải sử dụng một cái điện từ giết hết tụi con, giống như mình ở đây gọi là hấp cho nó chết hết. Mà mình là dùng cái sức nóng mình hấp, còn mấy kia ổng sử dụng bằng cái điện từ. Một vị toàn năng toàn giác ta mới hiểu được cái này. Vì thế mà cái dục thân lục tổ mới tồn tại được. Rồi con hỏi tiếp đi. Con không có kỳ thị với những người thuộc giới tính thứ ba, vậy theo thiền tông có cách nào để giúp cho họ được trở về giới tính đúng với hình hài của họ hay không? Ông Phật còn làm được, mình làm sao mà giúp được? Cái thế giới này cái nhân quả ai nấy chịu thôi, còn người ta muốn thì do người ta. Nếu mà cái người đó cái gì cũng được, mà nếu mà có trong người nó có cái công đức một phần nhỏ thì tự động người ta chuyển được, ta nghe cái thiền tông ta chuyển được. Còn nếu nó âm nhiều mà con can thiệp vô nó lụi con á, nó âm nhiều quá mà nói tới nó, cái người đó là cái người ta âm nhiều, không nên can thiệp vào. Theo nhân quả mình không có nói, thiền tông này nó nói ra cho biết chứ không có can thiệp vào nhân quả hay hết. Muốn thì tự mình, muốn thành Phật tự mình, muốn khôn, muốn trí tuệ cũng có tự mình, chứ mình không có nói ai được. Mấy cái người mà gọi là anh quá mà con lợi con nói này đó kia coi chừng á, thôi bỏ cái này đi, thì mình lo mình đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con người có thể thay đổi nghiệp được hay không? Thay đổi cái gì? Thay đổi nghiệp. Thay đổi nghiệp là do mình chứ, đâu phải thay đổi một giờ, một buổi mà hết đâu. Cái nghiệp này mình tạo ra vô lượng kiếp rồi, bây giờ thay đổi từ vô lượng, thì phải thay đổi cũng từ vô lượng kiếp chứ làm sao thay đổi liền được. Ở trong cái đoạn nào mà đã nói thế này nè, có một vị Phật, có một vị Bồ, cái vị hỏi Đức Phật chứ, con muốn dừng lại đó, ông nói không được. Giống như đời con, giống như một chuỗi xe dài, mình đang giống như cái xe lửa đó. Khi nào xe lửa mà dám thắng nó cứng rồi không? Mẹ to sao nó quăng tới to trước liền. Thì phải đi từ từ. Muốn thay đổi thì phải đi từ từ. Từ cái nghiệp cũng vậy. Mình biết cái này thì từ từ. Chứ không có ai mà đừng có tưởng trong 5 ngày, 3 ngày tôi tạo vô lượng công đức coi chừng. Đừng có tạo cái kiểu đó. Muốn tạo công đức phải tạo từ từ, mà tạo đúng đối tượng, chứ không phải đụng đâu tới nó. Tại sao có nhiều người mà đưa tặng khách người ta xé, người ta đốt đó. Mình phải hiểu cái thế giới này, cái thế giới lý, mình đừng có làm một cách theo ý mình được. Không được, cái gì cũng vậy, cũng làm từ từ. Xe cũng vậy, muốn chạy cũng phải từ từ chạy lên, rồi muốn thắng cũng phải từ từ nó dừng lại. Mới vừa đạp ra phải nó bay lên thử coi, mình làm sao được. Phải hiểu thế giới vật lý này, cái gì phải thuận nó, còn không thuận qua chừng nó quật mình chết rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con đọc kinh An Vị Phật rồi thu âm lại để vào mỗi tối mở hoặc khi rảnh, như vậy có được hay không? Con hỏi
con đọc kinh An Vị Phật rồi thu âm lại giọng đọc của con để nghe vào mỗi buổi tối hoặc khi lúc rảnh, thì con làm như vậy có được hay không? À được, cái đó là cái đó tự mình đọc mình nghe lại thì tất nhiên ở trong người mình nó dương nha, cái âm nó không vô được. Vì thế mà cái người mà dương trong người ít có bệnh lắm, một năm 12 tháng không có uống viên thuốc nào hết. Còn nếu một năm nhiều mà có chừng uống thuốc hoài, đi bác sĩ hoài. Rồi con hỏi tiếp đi. À, con có giấc mơ như thật đã lặp lại với con hai lần rồi. Giấc mơ của con là trước đây con lấy tiền vàng của chồng con để làm gì, con hiểu không rõ nội dung, chỉ biết là trước đây gia đình con rất nhiều tiền vàng, nhưng con mang đi đâu làm gì thì con không thấy rõ, chỉ thấy khi chồng con thấy biết tiền ông bị đột quỵ, còn con chỉ biết khóc và xin lỗi. Khi tỉnh dậy giấc mơ như thật, con khóc nức nở, có phải vì con và chồng con có nhân quả nhân duyên gì từ kiếp trước hay không? Cái phần này thì cũng không nói được, bây giờ đây là ta trả lời về thiền tông chứ mày ta trả lời cái chuyện mà mơ hồ trời đất ơi, cái đó thì phải đi hỏi mấy ông thánh á. Hỏi ông thiền tông có biết cái chuyện này. Những cái giấc mơ nói thì đây là những cái ký ức nó đã thu vô trong mình rồi nó phát ra thôi. Cái chuyện này cái chuyện gọi là thế tự nhiên của thế giới vật lý này, đừng có đưa vô cái này nó thành thần thánh rồi thành đã gặp mấy ông tiên tri rồi. Không nên hỏi câu này, hỏi vấn đề giác ngộ giải thoát tôi nói cho nghe, còn cái vấn đề mà hỏi quá khứ vị lai thôi. Thì bây giờ quá khứ vị lai thì nó có nhà ngoại cảm thiếu gì kiếm ta hỏi. Mình lên mấy chỗ đó mình hỏi. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Kiến An ở Úc có hỏi như thế này. Bạn con theo thiền tông đã lâu, bạn con hướng dẫn con khi nóng giận sân với người khác cứ sân lên bình thường nhưng sân trong thanh tịnh, liệu như vậy có đúng với thiền tông hay không? Có khi nào lửa mà nó mát không? Có khi nào lửa sân thanh tịnh nói chuyện kêu bằng quỷ biển á, tiếng Việt Nam gọi là quỷ biển, không có chuyện sân đâu thanh tịnh. Giờ hỏi đi. Khi bắt đầu gơi về trung tâm vận hành luân hồi là gơi lên gơi xuống hay gơi theo hướng nào? Bây giờ đó cái lát mình đó là tại mình không hiểu, nó đang hút vô thì mình thì nó hút vô gọi là mình hút vào, mình ở trái đất này muốn rời là đi ra thì đi ra thôi, cho biết rời sao, có nghĩa là đi ra trái đất giống như phi hành gia đi khỏi trái đất, trường người ta nhìn mới thấy cái trái đất nó quay, chứ bây giờ mình ngồi đây sao thấy trái đất quay được nha. Rơi thế nào phải đi ra ngoài, còn bây giờ nói thế nào không biết, nhưng mà đi ra khỏi trái đất mà đi ra sao khỏi cái chiều, nghĩa là thẳng đứng đi ra, mình muốn rơi kiểu nào mà phải đi ra ngoài trái đất. Là vì trái đất này mình nên nhớ rằng nếu mà trái đất này là 40.000 km² thì mình sẽ thấy thế. Vì thế mà mình muốn kiểm chứng trái đất nó bị trong thì phải đi ra ngoài Vũng Tàu kiểm mới được. Tại sao ra Vũng Tàu kiểm? Là đi ra Vũng Tàu mình thấy chiếc tàu nó chạy hơi nó chạy mất luôn, nó chạy nó chung xuống biển luôn. Đó là cái độ công của trái đất. Thì mới hiểu rằng thì bây giờ muốn bao nhiêu đạo công bao nhiêu thì phải nhờ mấy trong hải quân á, lấy cái hải lý đo để có bao nhiêu hải lý từ bờ biển Vũng Tàu mà ra cái chỗ mà chiếc tàu mất là bao nhiêu. Có nghĩa là nó hút vô, mình ở đâu cũng vậy. Mình bây giờ mình nằm thế này chứ bây giờ thì cái người mà đối diện với mình là sao, cái nhà nó chổng, nếu mình phi hành giả nhìn thấy á, cái nước Việt Nam mà nhà nó đưa lên trời, cái nước Mỹ nhà nó rồi nó chọn xuống đất. Thế nhưng mà nhà dính là nhà hút vô, mà làm sao đi ra thôi, ra ngoài lực hút này gọi là rơi ra. Còn nếu mà nói cái danh từ mà cho nó chính xác gọi là văng ra,
văng ra sự khúc. Rồi câu hỏi gì? Tại sao 1.000 người, cứ 1.000 người theo thiền tông mà chỉ có một số rất ít có thể trụ lại được? Này là ông Phật ông nói vậy, ông tiên đoán vậy thôi, chứ ông nói là cái thế giới vật lý mà cái này nó phá vật lý thì có người nào chịu đâu. Bây giờ này là 100 người cất cái chùa ra, có ông nào nó dạy vậy đó không? Mà giờ đó thì thiền tông đưa tới chùa người ta chửi liền. Tôi nói thật, không cách nào có để nguyên tắc thế giới. Ông Phật ông nói không có cái ông nào tu mà đồng ý cái này hết rồi. Người ta tu để ta chứng này thành kia, rồi nói ở cúng dường thì thật Phật rước, thì nói Phật mà biết Phật nào. Nói vậy thôi chứ mày có Phật nào rước mình cái chuyện này. Ông Phật còn không rước cái gia đình ổng được, mà mình làm quắc mà làm bộ rước cái gì. Mình phải hiểu thế giới này là thế giới vật chất. Tất cả tu hay là cái gì phải là tiền, không có tiền không có tu được. Vì thế mà cái thiền tông nó ra đời để nó khóa cái này thì không ai hiểu được. Vì thế mà ông Phật nói 1.000 người chưa chắc. Nên nhớ là 1.000 người chưa chắc có một người tu, chứ không phải có một người. Nên nhớ cái câu ông Phật nói cho rõ, 1.000 người chưa chắc có một người tu. Rồi con hỏi tại sao mình biết được ý xấu khi phát ra mà rất khó có thể dừng lại được, mà để rồi bị cuốn theo? Mong thầy chia sẻ giúp cho chúng con rõ thông. Lặp lại cái ý của mình phát ra những ý xấu đó. Thôi tôi biết rồi. Tất cả những gì thì do cái tánh người, tánh Phật mượn cái thân và tánh người, thì do tánh người đó phát ra. Nếu mà tánh Phật kiềm được thì mới điều khiển được. Còn nếu tánh Phật không điều khiển được thì thôi, nó đi đâu đi. Giống như con ngựa, nó muốn chạy đâu mới ngậu. Mình ngậu lên ngựa, nó muốn chạy đâu cũng chạy. Còn mình điều khiển con ngựa được thì mới theo ý mình được. Nhưng mà đây hoàn toàn không ai thích điều khiển, mà thích cho nó chạy. đừng có mong mà đem tánh Phật ra mà điều khiển vô thế giới vật lý này. Nó đi theo bằng cái nhân quả của nó. Nhân quả anh phải tới chỗ đó ở thì bắt buộc nó phải tìm cách gì đó. Ông thần tìm cách gì đẩy ra đây tới chỗ đó. Tới ngày đó anh có cái nhà tại đó, anh việc làm anh tại chỗ đó. Đây là cái nhân quả do ông thần quản lý. Mà bây giờ nếu mà nói vào cái này chứ người ta tưởng tượng luôn. Chứ sự thật tới đất này, bởi vì nếu ông thần tánh Phật mà vô đây thì phải ông thần cho phép. Ông thần cho phép rồi kêu ông thần thiều hành đi theo quản lý. Giống như con vô cái xí nghiệp nào đó, nó cho tôi tham quan thì ông giám đốc cho, nhưng mà đều phải cử người đi theo. Ông cứ theo vô con nó có ăn cắp gì được đầy không, nó phá gì không đây. Thì đó, cái nguyên tắc thế giới này nó là vậy. Vì thế mà tánh Phật vô đây thì phải bị kiểm soát, chứ không phải là không kiểm soát. Ông nói ông vô đây tạo công đức, mà biết ông tạo công đức không? Trong này quá trời phước đức ác đức ở trong này nè. Ông nghĩ mấy vị thần ta biết là trong thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Có người theo thiền tông được một thời gian rồi hay đi giảng pháp, nói pháp cho nhiều người nghe, là nguyên do là như thế nào ạ? Cái này là tham vọng thôi chứ gì thế nào. Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, mình không làm thì mình đi làm chuyện tham vọng thôi. Tánh người nó là vậy, chứ thế nào giờ mang tánh người thì nó vậy thôi. Giờ con hỏi tiếp đi. Rồi đi nói xấu một vị thầy từng chỉ đường cho mình. Tánh người nó vậy thôi. Ông bởi vì tính thật đó, ông Phật nói sao? Thế gian có nói câu nuôi vật thì vật trả ơn, nuôi giúp nhân thì nhân trả quán. Cái thế giới này nó là vậy, đừng có buồn. Thế giới này nó là vậy, đừng có lo. Rồi hỏi tiếp đi. Theo thiền tông được một thời gian rồi, muốn lập ra một nhóm để hoạt động riêng, để không liên quan gì với chùa thiền tông Tân Diệu, là họ có ý đồ gì? Ý đồ là tánh con người nó là vậy, chứ ý đồ gì? Nó tốt thôi, đâu có sao.
Mình á, mình hiểu rồi mình lập cái nhóm, mình hoạt động mà đúng theo cái gì đấy, tâm tài lực thì rất đúng. Mà không nắm được cái ba cái luật là tâm tài lực, lập thì nó có ý đồ khác không, thì cái đó là cái nhân quả mình tạo ra. Còn như thế nào thì tùy theo cái lớn hoặc cái nhỏ do mình tạo ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Bạn con theo thiền tông đã lâu và thỉnh thoảng hay xưng mình là Phật. Xưng gì? Xưng mình là Phật. Thần hả? Là Phật. Phật hả? Thì trong kinh Kim Cang nói rồi, đem ra trả lời cho người ta. Nó trong Kim Cang này, ổng gặp Phật phải giết Phật, mà cái người nào đứng ở đây thì người nào gan thi hành thật cái Kim Cang đi gặp Phật giết Phật, dám đứng không? nhưng mà ở trong cái đất này có nhiều người ra, cái ông quản lý pháp luật đó, ông ra xưng ông đập liền đó. Nếu mình người biết thực thi theo lệnh của kinh thì mình ở tù gặp Phật giết Phật, ông này xưng Phật kinh bảo tôi là gặp Phật giết Phật thì gặp ông này tôi giết, nhưng mà luật pháp không chịu. Luật pháp nói Phật giả đem nhốt chứ không có giết người ta. Đó, mình phải đúng cái gì, phải đúng theo luật pháp của nó. Con có một người chú là một Phật gia thiền tông đang sinh sống ở nước ngoài. Mỗi khi có người đến hỏi về thiền tông, chú con luôn trả lời lại bằng thơ kệ rất hay và tự xưng mình là Giác Hoàng. Thì người đó thành thánh rồi đó. Cái người mình xưng cho là thành thánh rồi thì mình cũng nên kính trọng người ta. Thế đất này là kìa, cái đất này là thánh, là phải lại người ta, phải không? Nên nhớ rồi, nó lắm phải xử đúng luật thế giới này. Người đó xưng vậy là mình gọi thưa thánh, con lại thánh, cúng tiền cho thánh rồi là xong. Thánh phái chứ gì, thánh phái tiền. Hãy sử dụng trí tuệ bát nhã để nhận ra pháp thân thanh tịnh của mình. Vậy trí tuệ bát nhã là những trí tuệ nào? Pháp thân thanh tịnh là pháp thân như thế nào? Bây giờ nói phải sử dụng trí tuệ để biệt cái gì? Cái tánh thanh tịnh của mình là tánh Phật ra. Chứ pháp thân thì sợ thấy. Pháp thân có nghĩa là mình đang mang một cái thân tứ đại này, mà trong cái thân tứ đại này nó có cái thân Phật ở trong đó. Thân Phật đó gọi là cái pháp thân của mình. Ở thế gian này ta gọi là pháp thân. Chứ mà sử dụng đúng cái pháp thân này nó nằm ở bên Phật giới, chứ không phải nằm bên đây. Phải hiểu cho nó đúng cái thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhờ thầy giải thích giúp câu cửa thiền là cửa chân không. Đúng rồi, nếu mà muốn đi vào chân không có nghĩa là không có dính mắc gì cái này, người ta gọi là cửa chân không. Vô thiền tông phải đừng dính mắc. Vì thế mà người ta nói là vô đó phải buông thì nó không dính mắc, thì đó là gọi là cửa thiền. Còn nếu mà dính tôi chứng này chứng cái kia không phải là thiền tông, đó là thiền vật lý, thiền tiểu thừa 37 pháp quán, dính trong cái đó thì gọi là thiền vật lý. Còn thiền tông là buông dừng thôi dứt. Rồi câu hỏi tiếp. Con tu theo pháp môn thiền tông, nhưng mẹ của con năm nay 80 tuổi, trước giờ vẫn ăn chay niệm Phật. Vậy sau này mẹ con mất thì con có phải cúng kiến cầu nguyện gì cho mẹ con hay không? Cúng kiến gì thì hỏi mẹ con chứ biết sao. Giờ trước khi mẹ chết làm cái gì phải thực hiện đúng lời của mẹ vậy. Một thế giới này làm con cháu phải đúng vậy thôi. Không có, bây giờ nên nhớ là người ta đã tu đã chứng đắc rồi, không có vừa gỡ là được đâu. Thôi để kiếp sau đi, để kiếp sau tái sinh là rồi tính. Bởi vậy Đức Phật nói là tìm được cái pháp này
thì giống như con rùa mù giữa biển khơi mà tìm bọng cây trên núi Hy Mã Lạp Sơn vậy, nó khó cực kỳ. Có nghĩa là cái giải thoát sát mặt mà không chịu nghe, mà khoái đi cầu này cầu kia, lại ông này ông kia. Nhiều người từ thiền tông truyền thiền rồi mà trước khi chết phải đem mấy ông thầy tụng giảng sanh, rồi con suy nghĩ sao đấy. Tôi nói thật, Toản này nó chết, anh ở ngoài Bắc ha, rước vô bao nhiêu ông thầy tụng cho nó giảng sanh. Khi sống đem về ngoài Hà Nội cúng nữa, làm sao đây? Mình suy nghĩ đi. Có nghĩa là mình ở đây, mình đã bước lên thiền gia rồi mà không giữ vững được. Tức bởi vì nó không, bởi vì tại sao ở ngoài Bắc á, trên đây La Thành là biết rồi, nó ngăn giữa sông Hồng và cái hồ Tây. Ngày xưa người ta đánh lộn, người ta đánh trên cái đời đó không, bao nhiêu người chết cho đó, cười âm ghê lắm. Mấy Hà Nội là cái thủ đô, là cái nơi ngàn năm dân hiến, mặc muốn ngàn năm hy sinh vì tổ quốc, chết thì đó bao nhiêu, thì nó rất âm. Vì thế mà ở ngoài đó âm nhiều thì ta thích thì những âm hơn. Còn trong Nam thì dù muốn không nó cũng có, chiến tranh nó có nhưng mà nó không bằng ở ngoài đó. Ngoài đó là thủ đô phải giữ, giữ được bao nhiêu anh hùng dân tộc phải ngã xuống để bảo vệ cái thủ đô này. Vì thế mà anh em ở ngoài đó đưa Toản về cái lợn này, mà đưa họ đâu phải rẻ tiền đâu, một lần cũng 25 triệu, không có nhỏ đâu. Mà bao nhiêu lần như vậy mình vô thiền tông không phải dễ đâu, vô thiền tông mà được vững vững nó thì không phải dễ. Thành ra phải cố gắng nghe thiền tông nói cái gì, từng ly từng tí, đừng có tham vọng cái gì hết, chỉ có ham muốn tạo công đức về Phật giới thôi là tốt. Còn ngoài ra đừng, mình tạo chi cho nó rồi đấy, nó dính vào tất cả tới đất này. Trong kinh Địa Tạng nói là tới đất này một con người chỉ cần nhúc nhích suy nghĩ là đã có nghiệp rồi. Mà phải hiểu cái này, cái nghiệp ở thế gian này nó giống như là mũ rồi đó, đụng thì dính. Mà phải cho nó thoát ra cái quy luật này, muốn tu thì tông phải cho thoát ra cái quy luật dính này. Nào câu hỏi tiếp đi. Con là Phật tử của chùa Thành Đức, mỗi tháng con phải sám hối 2 lần, ngày 14 và ngày 29 âm lịch. Vậy sám hối như vậy, cái nghiệp của con có dẹp được không và tội có sạch không ạ? Tu chùa nào? Tu chùa nào? Chùa Thanh Đức. Bây giờ đó, sám hối chùa vật lý thì nó có theo vật lý, nhưng mà sám cho nó vui thôi, giờ cho cái lòng mình thôi. Sám hối là cái gì? Nó bây giờ tôi con tham con, hoặc là con giết này, bây giờ con không giết nữa thì cái đó mình dừng tại đây, chứ những cái nghiệp trước mình đã giảm mang rồi, cái nghiệp trước mình đã mang rồi. Sám hối thiền tông nó khác hơn cái sám hối vật lý. Thiền tông là mình muốn cố gắng làm sao mình nhận được cái này để mình dễ thoát, còn thiền kia là sám hối để từ bỏ thôi. Nhưng mà từ bỏ để đi lên cái bậc cao hơn, đi theo cái quy luật vật lý. Có nghĩa là thiền sám hối vật lý nó có 2 con đường đi: về kiếp sau làm giàu, thứ hai lên cực lạc ở. Còn cái sám hối thiền tông này nó có 2 cái đường: một là mình vi phạm mình sám hối, về thiền tông sám hối tôi không vi phạm nữa, thứ hai là nhận được cái tánh Phật của mình, thứ ba là tạo được công đức. Nó khác cái sám hối. Bởi vì trong cái kinh, tại làm sao mà đạo Phật Thiền Tông chưa ai biết đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu quyển kinh và sách, tính ra đúng nó 18 quyển chứ không ít đâu. 18 quyển kinh và sách của đạo Phật Thiền Tông chứ không phải nhỏ đâu. Đại thừa chỉ có 12 quyển thôi là cao nhất, tiểu thừa 2 quyển, trung thừa 2 quyển,
niệm Phật ba quyển, hai quyển rồi niệm chú ba quyển, hoàn toàn con rất đại thừa được 12 quyển, Thiền Tông 18 quyển, nói từng chi ly một mà chưa công bố ra. Khi nào giáo lý đạo Phật Thiền Tông công bố ra sẽ kèm theo hết đủ. Giờ con hỏi tiếp, người tu theo pháp môn Thiền Tông muốn phóng sanh thì có sao không? Đâu có sao, mình muốn sống thành thì muốn làm phước, đây lạy mình ha, có làm gì cũng được. Làm phước thì mình biết rồi, mình muốn đi đâu mình đi. Rồi hỏi tiếp, người trước đây tu Tịnh Độ mặc chú, khi chuyển sang Thiền Tông thì có bị ảnh hưởng gì không? Đâu có ảnh hưởng gì mà chuyển nổi không? Mấy ông thần mặc chú có tha mình không? Có cho mình tu không? Ông có chừng ra đây là ông đi đâu ông xô mình đó. Đi chơi với người ta rồi giờ muốn bỏ người ta phải chừng đó. Nên nhớ, đi chơi với người ta là muốn bỏ phải kỹ lưỡng, phải lễ phép, bởi là phải cương quyết và lễ phép. Mình đã hiểu thì phải đứng. Chứ tất cả những người mật chú qua đây hoàn toàn chỉ sĩ số 1 hoặc là 2% thôi, không thoát. A-di-đà qua đây thì được 10%, còn mật chú qua đây có 1-2% thì nói cho biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Người tu Thiền Tông đạt yếu chỉ trở lên nhưng chưa có công đức, vậy sau khi chết người đó có cơ hội gặp lại Thiền Tông để tiếp tục tu không? Cái đó là do cái đó hỏi ông thần thừa hành đó, ông thực thi nhân quả mình hỏi ông chứ không hỏi tôi được. Cái đó là đi sang thế giới khác là do vị thần thừa hành ta quyết định cái chuyện của mình. Muốn trở lại thì mình như thế nào mới trở lại được? Vì thế mà trong kinh Đức Phật có nói là nhất thất nhân thân di nan phục, một lần mất thân người không có thể trở lại được đâu. Giống như con mùa rùa mù ở giữa biển khơi mà đi tìm một cây trên núi, con suy nghĩ đi. Ông Phật chứ lẽ ông Phật nói chứ không phải chùa Tân Diệu nói. Thì đừng có mong, bây giờ Thiền Tông ra đời đó, rút nắm lấy, giá nào phải nắm lấy, để gì? Để cứu được. Còn nếu để đi qua Thiền Tông đi qua, không có Thiền Tông không tồn tại trong thế giới vật lý này lâu được. Thế giới này Thiền Tông kêu bằng gan lắm mới đi ra cái chỗ này. Thế giới vật lý mà Thiền Tông công bố ra không phải chuyện dễ đâu. Thì tôi cố gắng thôi, chứ biết sao giờ. Tôi có cái nhiệm vụ được bà Thảo biểu tôi công bố thôi. Chứ còn bao nhiêu người theo tôi không quan tâm, tại vì tôi đâu phải cái gì kiểm soát cái này. Hôm nay hỏi tôi trả lời, tôi lỗi là bằng sự thật. Và tất cả tôi hỏi này tôi sẽ cho hỏi tự do, không có tường nha một cục, dầu hữu hình vô hình tôi trả lời được. Mà trả lời bằng khoa học chứ không phải trả lời bằng cách mơ hồ. Tổ chức đạo Phật như thế nào tôi nói rất rõ. Thấy không? Đạo Phật không phải một pháp môn tu, 6 pháp môn. Rồi loài nào sống xong đây người ta giải thích cho mình nghe, chỉ giải thích cho nghe thôi, chứ còn không bắt buộc mình phải sống theo cái Thiền Tông Tân Diệu nói ra. Mà nói ra cho biết rồi tùy theo mình muốn sống cái kiểu nào mình sống. Rồi con hỏi tiếp đi. Gần đây thấy một số chùa lá di tích lịch sử quốc gia như chùa Phúc Khánh, Ngã Tư, Sở Hà Nội bắt đầu thu tiền giải hạn sao xấu từ 29 Tết 20 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Năm ngoái chùa thu 150.000 đồng trên một suất, năm nay thu 200.000 đồng trên một suất. Năm nay dự kiến có khoảng 14 vạn người cúng tiền giải hạn tại chùa này. Vậy quan điểm của Phật giáo Thiền Tông về vấn đề này như thế nào khi công an triển khai bảo vệ an toàn cho lễ cúng? Cái này hỏi cái này là nó sai lại với cái đạo Phật Thiền Tông. Thiền Tông đây người ta trả lời về giác ngộ giải thoát thôi.
chứ còn chuyện mà người ta thu thì cái chuyện của cái đó phải hỏi là cái sở văn hóa du lịch của cái tỉnh đó hoặc cái thành phố đó, chứ hỏi này nó sai. Chuyện ta thu gì chuyện của người ta, thế gian này chuyện ngành nghề của người ta, ta sống gì kiểu của người ta, mình đừng có xen vô, đừng có hỏi cái này, hỏi này nó sai. Thiền tông biết cái gì ta thu chuyện của người ta mà ông nhào vô, nó giả miệng mình hồn rồi không hay vậy. Rồi hỏi câu khác đi. Câu này cũng giống được câu đó có hỏi này. Cái câu này cũng giống mấy câu kia, câu đầu. Cứ hỏi, cứ người nào hỏi cứ đọc được tôi trả lời, có giống cũng hỏi đó. Phật giáo Thiền Tông có khuyến khích xây chùa to như Tam Chúc, Hà Nam, lớn nhất thế giới, đã xây được hơn 10 năm. Nhà đầu tư chia sẻ dự kiến sẽ mất 30 năm nữa mới xây xong. Tuy nhiên, năm tháng Giêng âm lịch vừa qua, chùa đã mở cửa đón khách. Theo thông tin từ báo chí, người cúng ít nhất 50.000 đồng. Tiền xe điện khi ngồi là 40.000 đồng, tiền giữ xe. Quan điểm của Thiền Tông có khuyến khích Phật tử xây chùa như thế hay không? Và tại sao ạ? Cái Thiền Tông ra đời để nói cho nghe cho hiểu thôi. Còn cái chuyện mà Phật tử muốn làm gì tùy ý Phật tử, chứ làm sao mình biết cái nữa này. Còn cái chuyện đó là ta thu tiền là để ta trang trải để ta xây dựng, cái đó là thế giới vật lý người ta làm được. Còn cái chùa Thiền Tông không nói cái này, mà Thiền Tông đơn diệu là nói phổ biến ra đạo Phật có 6 pháp môn, 5 pháp môn kia thì tu vật lý ta được quyền thu tiền. Thiền Tông nếu ai muốn theo, muốn xây dựng cơ sở để tu thì phải tâm tài lực, tài tự túc, không lấy một ai đồng nào. Đó ta nói rõ trong cái quyển Huyền Ký rồi. Còn chuyện thế giới vật lý thì rất đúng, mình đâu có xen vào được. Giống như loài cá thì nó giải quyết cái vụ dưới nước, còn loài người nó giải quyết trên làm trên đất. Tự nhiên mình xuống dưới nước mình vậy, ở dưới nước không có thể giải quyết trên đường, trên mặt đất được. Mặt đất cũng vậy. Còn trong đạo Phật có 6 pháp môn tu, người ta tu người ta để gọi là du lịch mà. Ông ta du lịch tâm linh, ta vô đó thì đương nhiên phải đóng tiền cho tôi, chứ tôi không có tiền thằng ta tu quản lý này được, cái đó rất tốt luôn đó. Ví dụ năm rồi ta tu có ta thu 20, bây giờ thấy lỗ thì tu 30 đâu có sao. Cái chuyện thế giới này mình đồng ý thì mình vô, không đồng ý thôi, ai rầy mình, ta đâu có ép mình đâu đó. Mình phải hiểu này, hỏi thì phải nói thôi, đây là ta nói rõ ràng. Thế giới vật chất nó là khác, còn thế giới của Thiền Tông nó khác. Bởi vì tại làm sao Việt Nam 17.000 ngôi chùa, có một cái chùa Thiền Tông thôi, không có cái thứ hai. Mình phải nên nhớ hiểu cái này rất ít, mà cái chùa này nó tồn tại được bao lâu, suy nghĩ đi, bao lâu nó sập, tính đi. Cái chùa này nó đang sống ở, nó đang ở trên cái đồi vậy, cái đồi mà bảo cấp 200 mà, để chừng nào nó dâng lên nó cho biết trước vậy đó. Rồi có hỏi tiếp. Đạo Phật Thiền Tông có khuyến khích Phật tử đi chợ cầu may nhân dịp năm mới không, và tại sao? Ta chỉ đạo Phật Thiền Tông là ta chỉ rõ vậy thôi, chứ đạo có nghĩa là cầu may là cái chuyện mình làm con người thì mình được quyền đi. Nhưng mà người ta nói là cầu đó là ai ngự ở trong cái đền cái miếu này, ta chỉ ra rồi, mình thích vô ai dạy mình. Có nghĩa là luật pháp cho mình tự do tín ngưỡng, mình muốn làm gì làm, đừng có hại người ta thôi. Phật tử Thiền Tông là chỉ nói cho vui thôi, chứ đừng muốn làm gì làm. Muốn đi ra ngoài, đi lên Campuchia cờ bạc với ai dạy, đi qua bên Mỹ đánh ba gác đánh ai dạy mình. Có nghĩa là người ta chỉ cho mình hiểu thôi, còn cái nghĩa là tự do tín ngưỡng, mình tin cái gì là mình làm cái đó. Chứ giờ Thiền Tông đâu có xen vào được trong cái này. Đây là tự do của người ta. Thấy không? Mà luật pháp đã nói rồi, chứ không phải luật pháp không nói.
Rồi con hỏi tiếp đi. Lễ cúng ông công ông táo gây tốn kém. Mấy cái ghế thiêu đẹp mấy ghế. Nói nè. Lễ cúng ông công ông táo gây tốn kém, thậm chí ta gây tai họa cho nhiều gia đình. Theo chú, các Phật tử Thiền tông nói riêng và dân chúng nói chung có nên bỏ hay không? Cái đó mình hỏi bộ văn hóa chứ làm sao hỏi tôi được. Nhà nước nó có cái bộ phụ trách cái chuyện này. Thấy không? Nhà nước có cái bộ phụ trách chuyện này. Mình phải hỏi nhà nước. Chứ bộ về này là bộ chuyện nó thuộc về văn hóa rồi. Thì hỏi nhà nước chứ sao hỏi tôi. Các lễ hội như đâm châu có nên bỏ không? Tại sao? Hội gì? Hội chội châu. Cái này cũng hỏi tầm vậy. Cái này là hỏi cái địa phương. Cái này do cái văn hóa của địa phương. Của đó mình hỏi mình biết cái gì cái vụ này. Cái thiền tông có hai chữ à. Thiền tông phải giải quyết nội hai chữ này nè. Cái vào vô đi. Còn mấy chuyện hôn nhân, gia đình, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, hỏi cái chuyên môn. Đừng có vào vô cái này. Rồi hỏi tiếp đi. Người chưa là Phật tử của chùa thì có tụng được quyển sách An Vị Phật không? Nếu có đọc thì có tác dụng không? Và có bị gì không ạ? À? Nói cho rõ lại. Người chưa là Phật tử của chùa Thiền Tông thì có tụng được quyển sách An Vị Phật không? Nếu có đọc thì có tác dụng không? Và có bị gì không? Cái An Vị Phật này á, nếu mọi người mà đã là Phật tử Thiền Tông đọc thì tốt, còn người không phải đọc Phật tử Thiền Tông đọc cũng tốt, chứ không ai rầy mình. Có nghĩa là chưa có hiểu nhưng mà ta đọc cái này, nếu mà ta cảm nhận được thì cái lực dương nó vẫn ở trong người mình, thì lực âm nó không vô được. Nếu mình không phải Phật tử Thiền Tông đọc cái này vẫn tốt, nhưng mà với điều kiện mình đọc cái này phải hiểu rằng đây là cái lực phá lực âm. Vì thế mà những người nào mà thích mơ mộng đọc này hết đầm chế bào luôn á. Phải hiểu vậy chứ. Ủa tại sao? Tại sao tôi tu Thiền Tông mà tôi ưa quên? Là vì không đem vô thì làm sao còn gì đâu móc ra mà nhớ. À, phải hiểu cái Thiền Tông này nó là nó đưa cái dương vô. Đưa vô thì cái âm nó không còn. Không còn thì cái người tu rất mau quên lắm. Thì cái người tu Thiền Tông thì để lập ra cái biểu đồ sống. Nên nhớ phải lập cái biểu đồ sống. Ngày nay làm gì phải nhớ cho rõ. Muốn làm gì phải ghi cho rõ. Nhìn lại cái biểu đồ nhớ liền. Bởi vì nó không có ấy mà. Nó không có cái đem vô. Không đem vô thì phải làm sao đem ra. Đem ra thì mới nhớ. Mà giống ấy. Thì nên nhớ đạo Thiền Tông thì phải hiểu cái công thức quy lực của nó. Rồi con hỏi tìm. Hỏi thì cứ hỏi em mấy giờ rồi đâu đỡ đâu cơ hành dạ có một bài thơ của một Phật gia ở phương xa gửi bài kệ chúc bữa Tết chùa Thiền Tông Tân Diệu. Bây giờ người nào dở cái này thì đứng đọc. Tự người đó đứng đọc. Có không? Không mấy người nào đọc thế. Chứ cái này không đọc được. Dạ con thi. Cho phép Ngọc thay mặt cho Phật tử ở phương xa gửi về chùa Tân Diệu một bài kệ gồm 16 câu có tựa đề là Tân Diệu Tân Xuân. Năm mới sen vàng trổ khắp nơi, giáo lý Thiền Tông dạy đất trời, người người giác ngộ thiền. Công thức giải thoát quá tuyệt vời, triệu đời tỷ kiếp cứ rong chơi, tánh Phật
từ nay ngộ thiền thời, bỏ chuyện thế gian về quê cũ, hân hoan thiền chảy khắp nơi nơi. Kỳ hời tân diệu hoa nở rộ, kính chúc bát nhân khỏe thành thơi, đồng tu công đức tròn viên mãn, truyền đăng tục diền mãi cho đời. Đạo Phật Thiền Tông phát bùng sang, giáo lý Thích Ca phá mê tàn, chung tay góp sức người giữ lửa, mười phương chư Phật rước về nhà. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào đoàn kết Canada ngày 5 tháng 2 năm 2019, đêm giao thừa, mùng 1 Tết Nguyên Đán. Bây giờ bây giờ nếu hôm mấy thì nghỉ thì buổi chiều 12 rưỡi hết, nếu còn đây thì hỏi đi nè, nói ta thì hỏi 5 phút ở trên 5 phút. Đây con nói 5 phút rồi. Dạ hạn năm. Dạ có vị nào còn câu hỏi hay không ạ? Chưa phải trực tiếp luôn ạ. Con thấy thông thường người ta hay nói một cái câu là duyên sinh tính không. Người ta cho rằng duyên sinh tính không chính là giáo lý căn bản của Đạo Phật. Theo quan điểm của chú thì như thế nào? Duyên sinh tính không. Duyên sinh tính không. Lập cho rõ này. Duyên sinh tính không. Duyên sinh tính không. Tính không, không là không có. Duyên sinh tính không. Thế đây là họ muốn nói đến cảnh giới này, tức là họ... duyên sanh tánh không. Đúng rồi, duyên sanh. Duyên sanh tánh không cho không. Nam là duyên sanh, mà kia là duyên sinh. Cái duyên nó sanh ra cái tánh không, phải không? Dạ, ý cái này là viết là muốn... viết là cái chữ cái là... câu á, là duyên sanh tánh không này á, là nó là cái căn bản của giáo lý Đạo Phật. Tánh dạ. Gì tánh không, tánh không. Ý ở đây là người ta muốn nói là cái câu này duyên sinh tính không, tức là đang cảnh tỉnh của chúng ta đang sống trong thế giới vật lý, toàn là những cái danh lợi vật dục làm cho con người là mê hoặc và biến thành vật hy sinh của các cái danh lợi vật dục đó. Cho nên là Đạo Phật mới dùng cái câu là duyên sinh tính không để mà phá bỏ, để phóng hạn và xem xét lại những cái hư huyễn đấy, nhằm để mà trả lại cái bản tánh của con người, tức là buông bỏ. Thì họ cho rằng đây là cái giáo lý của Đạo Phật. Và nhân tiện con cũng hỏi luôn là con gần đây con nghe rất là nhiều các cái vị ở bên Phật giáo của Hội Phật giáo Việt Nam, con nói đến cái đạo giáo lý của Đức Phật. Họ nói rất là nhiều nhưng mà con tìm hiểu thì vẫn không thấy có một cái gì gọi là một cái giáo lý mà thống nhất cả. Ví dụ như là người ta cho rằng là một cái bộ kinh này, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là giáo lý của Đạo Phật. Còn một cái vị khác thì lại cho rằng là người ta đang tu thêm pháp môn này, người ta có cái bộ kinh này, người ta lấy cái bộ kinh đấy ra làm giáo lý của nhà Phật. Và đối với Thiền Tông thì con biết là nó có một cái giáo lý của Đức Phật mà chưa cho đến ngày chưa công bố, thì xin chú có thể giúp cho tụi con là làm rõ hơn cái việc mà một số các cái vị chức sắc ở trong cái Hội Phật giáo Việt Nam nói là đạo các cái giáo lý của Đức Phật
và là dựa trên một số các cái kinh sách thì có phải đúng như vậy không ạ? Bây giờ giải quyết cái vấn đề này á, chữ duyên là cái gì, rồi chữ sanh là cái gì, cái tánh là cái gì, không là cái gì, phải hiểu thiếu từng chữ một thì mới hiểu được cái câu này. Câu này nó xuất phát từ đâu? Bây giờ tôi hỏi cái tánh là cái gì? Cái tánh là một cái, một cái hình thể, nó rồi cái ấm á, nó chứa cái gì trong đó, cái tánh nó chứa cái gì trong đó, gọi là cái tánh. Không là nó không có gì hết, có lẽ cái tánh nó không chứa gì hết. Nếu không thì nói là tại sao có duyên, nếu không mà tại sao có cái sanh, không tại sao có cái tánh. À, mình phải hiểu như thế cái này. Còn nói về cái vấn đề mà giáo lý đạo Phật, trưng bày cái giáo lý đó nằm ở trong quyển nào? Dạ, quyển giáo lý xuất bản do ai xuất bản thì mới hiểu được cái này. Tất cả những người mà tôi nói thực hiện giờ tu, bây giờ cái diễn đàn đạo Phật Thiền Tông lần thứ hai, thứ ba đã bắt đầu nói về giáo lý rồi. Vì cách nay nên nhớ rằng trên một năm rồi, diễn đàn đạo Phật trên năm ta mới đề kỷ giáo lý. Mà giáo lý hiện giờ chùa Thiền Tông Tăng Diệu đang nắm, chưa có nói cho ai biết, mà chỉ nói sơ, nói về danh từ giáo lý thôi, hoàn toàn không ai biết được cái giáo lý nói cái gì trong đó. Thì bây giờ người ta tưởng tượng ta nói vậy thôi. Tại làm sao Hà Nội cử tôi vô mấy người để nói về cái giáo, xin cái giáo lý này nói ra. Tôi mới nói rằng giáo lý này phải nhà xuất bản đồng ý. Mà trước khi xuất bản giáo lý này phải có một cuộc họp, chứ không phải giống như cái quyền ký đâu. Một cuộc họp giữa chính phủ và giáo hội, có sự làm chứng của luật sư và công chứng viên đồng ý cho xuất bản. Tôi đọc từng phần thôi, tất cả mười mấy phần trước tôi không đọc, mà tôi đọc 14 phần, chưa từng nói ra. Vì gì? Khi cái công bố quyền ký được công bố 26 phần tuyệt mật trong 40 phần, thì bây giờ nó còn bao nhiêu? Nó còn là 16 phần tuyệt mật, chưa hoàn toàn, ai chưa biết. Vậy hỏi cái giáo lý đạo Phật là nằm trong quyển sách nào? Mà trong khi đạo Phật giáo lý nằm mà tại chùa Tân Diệu này chưa nói ra, mà chỉ nói 60%, mà ta nói bằng hình thức là quyền ký. Chứ giáo lý ta nó có 20 chương, nó nói rất căn bản từng chương. Đức Phật nói cái gì nó ra cái đấy, không phải mơ hồ. Mà Đức Phật nói ra là phải chứng minh bằng khoa học, chứ không phải mà nói chứng minh mơ hồ. Giáo lý nó là phải giáo, là cái lời của Đức Phật dạy. Cái lý là phải đạt đến chân thật, gọi là giáo lý. Lời dạy đến chân thật rồi mới gọi là giáo lý. Mà giáo lý nó đủ 4 chữ: giáo lý đạo Phật Thiền Tông, chứ không phải giáo lý đạo Phật. Đạo Phật không giáo lý. Vì tôi đã từng tuyên bố rằng từ diễn đàn 1 đến diễn đàn 11 đạo Phật chưa giáo lý. Đề nghị quý thầy muốn, đề nghị quý thầy muốn giảng đạo thì phải học giáo lý. Còn không giảng thì mỗi ông giảng một kiểu. Tôi đã từng nói rồi. Vì thế mà ông A cũng một người tài nói khác. Bây giờ đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, tại sao không đem cái giác ngộ giải thoát để giải người ta? Đạo Phật chùa xây ra là để làm cái gì? Nếu chùa cúng thì mình cứ để là chùa cúng, cúng cái gì đó mình ghi vô. Đạo Phật tiểu thừa thì ghi vô tiểu thừa, trung thừa cũng vậy. Còn những giác ngộ giải thoát cũng phải ghi đạt qua. Thì trong khi đó công bố quyền ký, Đức Phật bảo là tu cái gì phải ghi cho rõ, đừng có mập mờ. Đạo Phật là nó tinh hoa, nó nằm ở chỗ này. Dám nói bằng sự thật, chùa mà muốn nói bằng sự thật phải ghi cho rõ ràng, để chứ chùa rồi ta vô ta lại. Mà trong khi đó Đức Phật con nói là tế tích này thần quản lý,
cô hồn hiện tượng, rồi mình tu, mình là con người là công cụ, mình tu sao đây, mình tu sao mà tu thành được cái chánh gốc của đạo Phật nói. Ông Phật nói không phải vậy, tìm tất cả 12 kinh đại thừa có cái quyển kinh nào dạy cúng không? Hoàn toàn không có. Rồi cái quyển kinh Bát Nhã và Duy Thức Học, trong đạo Phật nó có quyển kinh Duy, còn quyển sách Duy Thức Học, đây là nó phân tích rất tỉ mỉ để hiểu được từ con người và nhật. Đây là Duy Thức Học của Đức Phật. Mà thường mà có ai dám đọc cái bài kinh gì? Tôi nói thiệt, cái Duy Thức Học mà nó có ba quyển, một nguyên một bộ nó ba quyển, đọc hai quyển thì người ta nhức đầu liền. Ủa hai trang thôi không có được, ta nhức đầu chịu không nổi đâu. Mà bây giờ nói xin lỗi mấy vị thầy thôi, có biết Duy Thức Học là những quyển gì không? Không hiểu được. Còn vấn đề hôm nay tôi nói là đưa ra giáo lý là Phật như vậy, đây là người ta tưởng tượng ra. Giáo lý chưa từng công bố ra, chưa từng nói, mà chỉ nói hai cái danh từ giáo lý thôi. Giống như một vị thầy nói là khôi phục thiện tâm thì mới có hai cái thiện tâm thôi, chứ còn cái thiện tâm trong cái ruột nó là cái gì? Trong cái ruột nó cả một cái hệ thống của nó, chứ không phải vậy. Thiền tông, bởi vì tôi nói thiền tông có 18 quyển kinh rõ ràng, chứ không phải là một quyển đâu. Mà giờ ai biết 18 quyển kinh đó là cái gì? Đạo Phật Đại Thừa 12 quyển kinh, Đạo Phật Thiền Tông 18 quyển, Tiểu Thừa 2 quyển, Trung Thừa 2 quyển, Niệm Phật 2 quyển, Niệm Chú 3 quyển, nó rõ ràng hết, chứ đâu có khác đâu. Còn bây giờ thì sẽ đợi, bây giờ nói thật đó, nếu mà giáo lý ra thì cái người Việt Nam rất được hãnh diện. Nhưng mà hãnh diện không là có, nhà nước có cho ra không? Tôi nói có cho ra thì tinh hoa đạo Phật mới được trưng bày ra tại cái giáo lý này. Nếu mà tinh hoa giáo lý không ra thì tinh hoa đạo Phật chỉ biết căn bản thôi, không biết chuyên sâu được. Nó tôi nói thì thôi, bây giờ có thắc mắc gì cứ hỏi thêm đi, còn không ai hỏi ra thì 12:30 nghỉ, còn 12:30 tôi sẽ tiếp. Nếu 12:30 không có câu hỏi thì thôi, thì chút xíu rồi về. Cứ nghe nói lớn. Vậy là khẳng định lại là đạo Phật như một số các cái chùa và một số các cái website của các chùa có tuyên bố rằng là mỗi một cái quyển kinh theo từng pháp môn tu, họ lấy quyển kinh đấy ra để làm là cái giáo lý cơ bản của đạo Phật là không đúng sự thật, đúng không chú? Lặp lại. Có ai không? Tức là các đạo Phật á, thì mỗi người mỗi một cái một pháp môn tu á, người ta lấy từ cái quyển kinh sách ra để làm cái giáo lý cơ bản của đạo Phật thì nó là không đúng. Bây giờ cái giáo lý nó khác, còn cái mà kinh nó gọi là giáo kinh, nhớ nhớ đạo Phật là ra giáo kinh, còn cái trong mấy cái tựa tổ chức gọi là giáo luật nội quy, chứ không phải là giáo lý. Cái giáo lý nó gồm hết lại, giống như là hiến pháp vậy, gồm hết. Nó chỉ nói hiến pháp nói gọn nhưng mà nó quy tụ tất cả những cái gì ở trong cái sinh hoạt có thể của một tu một quốc gia. Nó là hết là hiến pháp nhưng mà cái luật này ra kia là nó cũng nắm từ, nó móc từ trong hiến pháp ra nó nói. Còn tất cả cái đạo Phật cũng vậy, đạo Phật mà muốn nói ra đây thì quyền ký là gì? Nó nắm lấy trong cái giáo lý nó ra. Tất cả các kinh cũng vậy, Đại Thừa, Trung Thừa, Niệm Phật, Niệm Chú, nó cũng nằm trong giáo lý đưa ra. Một giáo lý là căn bản để mà nó phổ biến rộng ra thôi. Mà cái đặc biệt nhất của cái giáo lý là nó nói đến chân thật, mà không ai dám nói chân thật là gì, vì chúng ta sống ở đây sống hoàn toàn là lừa nhau để sống.
Tôi dám nói rồi. Bây giờ nếu mà không lừa thì cái tại sao có hàng giả? Thấy không? Nếu mà một hàng thật, anh sản xuất 10.000, anh bán 12.000 thì đúng. Bây giờ có nhiều cái hàng nó sản xuất 1 đồng, nó bán 100 đồng. Rồi sau đó nó sell lợi 50, bỏ 50% rồi nó chỉ. Sao phải lừa mình không? Cái đó là nguyên tắc đi. Thế giới vật lý này nó là vậy thôi. Bây giờ tôi nói rằng nếu ai mà có qua nước cả nước châu Âu, người ta đợi đi vô cái market đó, nó bán cái món hàng đó 10 đồng, lâu lâu nó xẻo 50%, lại còn 5 đồng, thì thật vốn nó có đồng, có suy nghĩ không? Thì Việt Nam mình có khác gì cái đạo đó, thế giới này cũng vậy thôi. Thành ra cái giáo lý đạo Phật là nó phơi bày tuy tất cả những cái chuyện gì mà dài đây nó đều nằm trong giáo lý, nhưng mà đều mình nắm từ chút từ chút. Còn cái giáo lý là nó có hệ thống lại. Từ trong 20 chương này nó mới móc ra, nó dạy từ ly từ tí ra. Còn 20 chương này, nhưng mà những cái mà bí kíp không nói ra được, vì nói ra nó phá vật lý. Thành ra cái giáo lý là nó vậy. Chứ đừng có nói ở giáo lý này thì không đúng, đó là tưởng tượng đó. Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ là Thiền Sư Niết Sảo đã nhận được cái giáo lý này. Mà tôi nói hồi năm 1959, ông Minh Đăng Quang và 12 người có ghé cái chùa này ngủ hai đêm. Minh Đăng Quang là tỉnh thất trung tâm ở Gò Vấp bây giờ. Thì Sư Lý Đức Sảo có cho ông coi cái quyển giáo lý, ông ghé diễn là quyền kỹ này. Ông chép được một mớ. Ông về dưới, tôi nói thật nè, ông về dưới ông tuyên bố rằng Thiền Tông là ổng đó, dòng Thiền Tông là tới cái tỉnh thất trung tâm. Nó thật. Tôi về tôi mới hiểu được, tôi nói không được. Tôi nói má làm cái chuyện này là cái công quéo quyền ký gì sao không công bố được đâu. Tôi hỏi bạn chứ cái giáo lý mẹ có đưa cho mẹ trong Minh Đăng Quang coi không? Nó không. Tôi nói được thì cũng một sơ ấy rồi, chứ còn nếu mà mẹ đưa cái giáo lý này là cái gì xong luôn ạ. Tôi nói được. Vì thế mà có nhiều người cho nói là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu ăn cắp của cái ông Minh Đăng Quang. Tôi nói thật chứ phải không, nhưng mà được thôi, nói gì. Vì thế mà tôi nói khi ông còn sống tôi ở gần đó mà. Tôi hỏi ông chứ ghi trong cái chùa, trong cái trung tâm ông là thường lạc ngã tịnh cái gì, 40 chữ đạo giải thích tôi nghe. Tôi viết vòng vòng chứ làm sao biết thường lạc ngã tịnh là cái gì. Thường lạc ngã tịnh nó nằm trong giáo lý. Nếu mà ông nắm được ông biết liền, mà ông nghe được mà ông không hiểu như thế nào mà ông dám ghi là thường lạc ngã tịnh. Thường lạc ngã tịnh trước cái chùa ông là cái gì? Cái gì thường, cái gì lạ, cái gì ngã, cái gì tịnh, 40 chữ này về thích nghe, hoàn toàn không trả lời được. Nó đâu phải dễ đâu. Vậy người tôi nói hả, chứ thầy dám tuyên bố Thiền Tông xuất phát thầy, thầy nắm được cái dòng Thiền Tông chứng minh thường lạc ngã tịnh là cái gì đi, không lập tin đâu, đâu nói được đâu. Rồi bọn tôi giờ có nhiều người, bây giờ tôi nói tại sao mà ông Nhật Từ ông nói tôi là cốt chỗ này cốt chỗ kia, không có cái lý thẳng. Nhưng mà không biết tôi cốt cái này kia là ông giỏi hơn tôi, tại sao tôi mời ông đến đây để mà trao đổi cái này ông dám. Ủa, tôi cái thằng học lớn mà tại sao ông có tiến sĩ đàng hoàng tôi mời ông tới. Em rõ ràng vậy. Chính ông Thích Lệ Thọ cũng nói tôi là người ăn cốt. Rồi ông Thích Thứ Tiến cũng nói, ông vô ông nói là chứng minh là quyền ký bị đặt. Tôi mời ông lên tìm quyền ký bị đặt, tôi đồng ý rồi. Đó là chữ gì tôi cũng đồng ý hết. Nhưng mà điều nếu bị đặt thì mấy ông có tiến sĩ thì là đấu chắc với tôi. Mà nói chắc tôi phải có báo chí thanh dự chứ không phải tôi với ông nói chuyện không được cái đó đâu. Có ông nào dám đâu. Mà bây giờ nói đây là tôi phát trên mạng chứ đâu phải tôi nói ở đây nghe không. Nói giờ ai muốn ngon thì lại đây. Ở đây cái gì là tinh hoa của đạo Phật vào đây. Đó, thành ra giờ cô nói là
giáo lý là gì kia? Đây là ông tưởng tượng ông nói thôi. Nghe nói giáo lý có nghĩa là tôi đã nói giáo lý là ở diễn đàn lần 3 tới giờ tôi đề cập tới chữ giáo lý này. Rồi từ đây dài dài nó có tất cả anh em nói về giáo lý này. Nhưng mà cái cuộc hoàn toàn ngoài biệt. Mà ra tôi hé rằng là tôi nói đạo Phật Tiền Tông có 18 quyển kinh và sách rõ ràng. Tìm đi, giờ tôi tìm được cái, tìm được một hai quyển thôi chứ không tìm nhiều nữa. Làm sao tôi chưa công bố ra làm sao biết được này. Đó thì thôi bây giờ gia hạn 5 phút, nếu ai có hỏi thì hỏi. Không hỏi thì tạm nghỉ rồi để 12 rưỡi tôi sẽ giải đáp thêm. Cố gắng muốn hỏi gì thì hỏi. À, thì chỉ có cái ngày Chủ nhật thường này thì hỏi được, chứ cái ngày Chủ nhật truyền thiền thì thời gian ít lắm, thì cố gắng hỏi. Rồi xong rồi. Rồi lên đi, mời anh lên, lên ngồi đi. Nhưng mà cũng hỏi là hỏi trong phạm vi thiền tâm, chứ đừng hỏi bên ngoài. Cứ ngồi đây, mời anh ngồi. Đó, tôi là Nguyễn Hồng Lâm ở Cà Mau. Xin hỏi viện chủ là nói cái đại vũ trụ này là nó có cái cốt lõi của nó không vậy? Viện chủ xin hỏi nhiều đó. Cái cốt lõi của cái vũ trụ này nó quay á, nó có cái cốt lõi của nó không? Viện chủ á, lắp lại tiếp tục á. Cái vũ trụ này á, nó có cái cốt lõi của cái vũ trụ này hay không? Bây giờ mình hỏi á, nó mình ở đây hỏi được hai giới hạn, một là trái đất, hai là tam giới, còn vũ trụ đừng có hỏi. Phải biết vũ trụ là cái gì. Bây giờ trái đất quay, tôi hỏi cái cốt lõi trái đất tôi nói cho nghe. Cốt lõi tam giới tôi nói tam giới cho nghe, còn vũ trụ làm sao? Vũ trụ phải gọi là kỳ thì ta gọi là càn khôn vũ trụ. Cái đó lại ông Thích Ca thì tôi sẽ mời ông xuống, ông không trả lời. Còn tôi chỉ trả lời được tam giới quay và trái đất quay. Nha. Rồi anh hỏi càn khôn, cái càn khôn vũ trụ thì tiên tự ông Thích Ca xin bữa nào ông tới đây tôi kêu ông trả lời. Rồi. Xin được năm cái bài thơ này. Được, được, được. Trong thời gian còn, thời gian còn thì thì cứ thoải mái. Về lấy gì cho nó, nói cho lớn chút, đừng. Cũng nhân dịp đầu năm mới, con xin kính tặng. Trước nhất là kính tặng thầy và tất cả những người trong ban quản trị thùa chùa Thiền Tông Tân Diệu và các vị đồng tu minh sư hiển hiệu cho Nguyệt được ngâm bài thơ này trước lúc mà nghỉ. Ngâm rung quá. Tạm mới Phật nhập niết bàn, tám mươi huyền kỳ thầy mang vào đời, công thức giải thoát tuyệt vời, Thiền Tông Tân Diệu phổ lời Thích Ca. Thích Ca giáo chủ ta bà, dạy cho nhân loại vượt ra luân hồi, chân lý tỏa sáng khắp nơi, tinh hoa